Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 61. Các đệ tử của Thư viện Thiên Phủ lập tức đề cao cảnh giác. Liễu Vân Yên bình tĩnh kéo Bạch Vân ra sau, rồi nhìn về phía ba người kia và nói, có ý gì? Diệp Thương Minh nhếch môi cười, lạnh lùng nói, không có ý gì, Lâm Nhất người của Thư viện Thiên Phủ hại chúng ta không lấy được Kim Liên Tử Hỏa. Món nợ này đương nhiên phải tính toán cho thật kỹ. Từ khi nào Phủ Tam Tuyệt và Lầu Huyết Phủ liên hợp với tán tu vậy? Sắc mặt Liễu Vân Yên sầm xuống, lạnh giọng đáp. Sắc mặt Hàn Phi không đổi, đáp lại với thái độ thản nhiên, Liễu Vân Yên, cô bớt nói nhảm đi, chúng ta chưa bao giờ chịu tổn thất nặng nề như vậy. Để lại túi trữ vật của tất cả các ngươi cho bổn công tử, nếu không, hôm nay, ai cũng đừng hòng thoát. Mơ đi! Liễu Vân Yên không hề thỏa hiệp, sát ý trên người từ từ lan ra. Liễu Vân Yên, ta khuyên cô vẫn nên thức thời thì tốt hơn. Cô nên xem xét kỹ tình huống hiện tại trước rồi hãy quyết định nên làm gì cũng không muộn đâu. Phan Nhạc cười nhưng không cười nói. Người của Thư viện Thiên Phủ vội vàng nhìn quanh một lượt, trong rừng, có vô số cặp mắt đỏ như máu đang chăm chú dõi theo bọn họ. Chuột Long Nham. Lại là chuột Long Nham. Đáng chết, quả nhiên đám yêu thú phục kích chúng ta hôm đó là do Lầu Huyết Phủ dở trò quỷ. Phút chốc. Các đệ tử của Thư viện Thiên Phủ biến sắc. Sư tỷ, liều mạng với bọn họ, đám người này đúng là khinh người quá đáng mà. Nhìn thấy chuột Long Nham ẩn mình trong khu rừng, ánh mắt Liễu Vân Yên lóe lên tia khác thường. Đáng chết! Lại là trò này, người của Lầu Huyết Phủ đúng là âm hồn bất tán mà. Phan Nhạc cười khẩy, nói, Liễu Vân Yên, cô hiểu rõ rồi chứ, nếu cứ khư khư cố chấp. Chắc chắn tất cả các người sẽ phải nằm lại đây, và cũng sẽ không có bất kỳ ai biết được chuyện này. Ánh mắt Diệp Thương Minh lộ rõ sự háo hức, hắn ta cau mày nói, đừng lãng phí thời gian, kiên nhẫn của ta có hạn. B-O-A-N-G. Cùng với những tràng âm thanh vang dội, đệ tử của Lầu Huyết Phủ và Phủ Tam Tuyệt lập tức rút ra binh khí, ngạo nghễ tiến về phía trước. Gào gào gào. Yêu thú ẩn mình sâu trong rừng cũng phát ra âm thanh gào thét giận dữ, tình hình bỗng chốc trở nên cực kỳ hung hiểm. Không thể không nói, đám người này đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng và kín kẽ. Dù người của Thư viện Thiên Phủ có dốc hết sức phản kháng thì e là cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nếu là sai lầm của Lâm Mỗ thì cớ gì lại đi làm khó người khác. Tìm công tử táng hoa ta chẳng phải tiện hơn sao. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên. Phan Nhạc, Diệp Thương Minh cùng Hàn Phi tỏ vẻ kinh ngạc, vội quay đầu nhìn thì thấy một thiếu niên áo xanh cưỡi trên lưng một con yêu thú tuấn mã màu đỏ như máu, từ từ tiến đến gần. Trên lưng thiếu niên kia vác một cái hộp đựng kiếm, khuôn mặt tuấn tú, dấu ấn màu tím ở mi tâm trông có vẻ kỳ dị. Không phải Lâm Nhất thì còn là ai nữa? Không thể nào, ba người hoảng sợ, tim đập thình thịch. Không cách nào nói nên lời. Đó là một con tuấn mã kỳ quái với bộ lông đỏ rực như máu, thiếu niên áo xanh vác theo hộp đựng kiếm ngồi trên lưng nó từ từ xuất hiện trước mắt mọi người. Tất cả đều giật mình thẳng thốt, ánh mắt lộ vẻ khó có thể tin được. Không chỉ ba người Phan Nhạc, ngay cả chúng đệ tử của Thư viện Thiên Phủ và cả Liễu Vân Yên cũng đều sợ ngây người. Sao có thể chứ? Người này đã bị đuôi của chăn tử tinh lôi điện đánh bay. Sau đó, hắn mang theo Kim Liên Tử Hỏa chạy theo hướng ngược lại, hiển nhiên là muốn làm một ít việc trước khi chết, ví dụ như dẫn dụ chăn lôi ra xa, tránh ảnh hưởng đến đám người Liễu Vân Yên. Đó là kết cục chắc chắn sẽ chết, không có lối thoát. Đối mắt một con yêu thú cấp bá chủ sống mấy trăm năm, hơn nữa còn đạt đến cảnh giới âm huyền đại thành, thử hỏi một tên võ giả bán bộ tử phủ sao có thể sống được. Không thể nào, chắc chắn là không thể. Nhưng lúc này Lâm Nhất lại còn sống xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, đánh cho ba người Phan Nhạc trở tay không kịp. Lâm đại ca. Bạch Vân mừng rỡ hoan hô, đám người Thư viện Thiên Phủ cũng cười phá lên, vẻ kích động hiện rõ trên mặt. Công tử táng hoa, Lâm Nhất. Tiểu tử này vẫn còn sống, thật không thể tin được. Thật đáng sợ, không ngờ hắn có thể thoát khỏi tay chăn tử tinh lôi điện. Ngay cả Liễu Vân Yên luôn nghiêm túc,
thận trọng và lạnh lùng cũng lộ ra vẻ vui mừng, hơi kinh ngạc, không ngờ tiểu tử nhà ngươi vẫn chưa chết. Chẳng phải vì ai đó còn muốn tính sổ với ta à? Sổ còn chưa tính rõ ràng, sao ta có thể chết trước chứ? Lâm Nhất nhếch miệng cười, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng ngựa Huyết Long, sau đó nhảy xuống trước mặt đám người thư viện Thiên Phủ. Hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua ba người Phan Nhạc cách đó không xa, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Ba người sắc mặt trắng bệch, lùi về sau vài bước. Lúc ở Hồ Tử Vân, kiếm pháp đáng kinh ngạc của Lâm Nhất đã để lại ấn tượng khá sâu sắc cho ba người họ. Họ thực sự không muốn nhớ lại trải nghiệm đáng xấu hổ như thế. Là ai muốn tính sổ với ta? Lâm Nhất nhướng mày, cười như không cười. Đối mặt với biểu cảm đùa bỡn của hắn, ba người khó chịu cắn răng không đáp, dường như đang phân vân điều gì đó. Là ta, sao nào? Suy cho cùng Diệp Thương Minh cũng thuộc giới tán tu, hắn ta đằng đằng sát khí lạnh giọng quát, Lâm Nhất, đừng ép buộc ta, nếu không thì dù có chết, ta cũng sẽ không để yên cho ngươi. Trông hắn ta cực kỳ dữ tợn, lần này đe dọa cũng khá đáng sợ. Là một tán tu, chắc chắn có át chủ bài để liều mạng. Nếu đệ tử tông môn bình thường đối mặt với những kẻ tàn nhẫn như hắn ta thì có thể sẽ dao động, không dám ra tay. Đáng tiếc. Người hắn ta gặp là Lâm Nhất. Phụt. Diệp Thương Minh vừa dứt lời, ấn đường hắn ta đã phụt máu, chẳng biết từ khi nào Lâm Nhất đã cầm kiếm táng hoa trong tay. Tia sáng lập lòe, từng giọt máu tươi từ trên thân kiếm khắc hoa văn thiên nhiên chậm rãi nhỏ xuống mũi kiếm. Tí tách, tí tách. Xung quanh yên lặng làm cho âm thanh giọt máu nhỏ xuống truyền rõ đến tai mọi người. Nhanh. Quá nhanh. Không ai có thể nhìn rõ rốt cuộc Lâm Nhất đã chém nhát kiếm này như thế nào, ngay cả Liễu Vân Yên và đám người Phan Nhạc có thị lực tốt nhất cũng chỉ cảm thấy có một tia kiếm quang mơ hồ lướt qua trước mặt thôi, hoàn toàn không thể nắm bắt được quỹ đạo. Còn những người khác thì căn bản không cảm giác được, đợi khi họ hoàn hồn lại, Diệp Thương Minh vừa mới đe dọa Lâm Nhất đã tắt thở ngã xuống, chết không nhắm mắt. Cho đến khi chết Diệp Thương Minh cũng không biết Lâm Nhất đã giết hắn ta bằng cách nào. Nếu Lâm Nhất chưa đột phá tử phủ thì đối phương sẽ có cơ hội này, nhưng bây giờ, Lâm Nhất đã mạnh hơn xưa, thoát thai đổi cốt, thực lực của hai người đã sớm không cùng một đẳng cấp. Phan Nhạc và Hàn Phi sợ run bần bật, nhìn Lâm Nhất với vẻ sợ sệt. Trong lúc run rẩy, họ gần như sắp nằm rạp xuống đất, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thủ đoạn này quá kinh khủng, họ hoàn toàn không có cách nào chống lại. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, mặt đất đột nhiên rung chuyển, một khí tức hung bạo truyền tới, ngay sau đó có uy áp yêu sát đáng sợ hóa thành cuồng phong thổi tới. Rư. Cùng với tiếng thú giống thê lương, cơn gió ma quái thổi tới khiến người ta không mở mắt nổi. Đây là... Đám người Liễu Vân Yên khẽ biến sắc. Phan Nhạc và Hàn Phi giật mình, nét mặt mừng rỡ, không nhịn được cười như điên, Lâm Nhất, giờ chết của ngươi đến rồi. Hai người tỏ ra kiêu ngạo, không còn chút sợ hãi, lệ khí dồn trên ấn đường như thể đang chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Hai người vừa nói xong, một con chuột vương cao gần 10 trượng, lớn hơn những con chuột long nham khác nhiều, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chuột vương. Đây là thủ lĩnh của đám chuột long nham, trên người nó tràn ngập khí tức cảnh giới âm huyền đại thành, yếu hơn nhiều so với chăn tử tinh lôi điện, nhưng khí thế hung hãn cũng khá đáng sợ. Lâm Nhất chợt hiểu, trầm tư suy nghĩ. Tối hôm đó, chắc hẳn Lãnh Giật đang triệu hồi con chuột này để cho thư viện Thiên Phủ một đòn chí mạng. Nhưng nó đã bị hắn ngăn cản, hôm nay lại trời xui đất khiến xuất hiện trước mặt Lâm Nhất. Nếu là trước kia, Lâm Nhất chắc chắn sẽ kiêng dè, dù sao cũng là yêu thú cảnh giới âm huyền đại thành. Nhưng bây giờ ư? Vẻ khinh thường thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, hắn liên tục cười khẩy trong lòng. Ngay cả chăn tử tinh lôi điện hắn còn giết được thì sợ gì lũ chuột nhắt này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Uy áp thuộc về cảnh giới tử phủ bộc phát từ trên người Lâm Nhất, trong nháy mắt những cây đại thụ chọc trời trong phạm vi nghìn mét đều bị uy áp này bẻ gãy, đổ xuống như tuyết. Những con chuột long nham ẩn nấp trong núi rừng lập tức cảm nhận được áp lực rất lớn từ uy áp này.
chúng không ngừng run rẩy, bị đánh bay ra ngoài. Ngước mắt nhìn qua, bốn phía hỗn loạn, cổ thụ đứt gãy, cỏ cứng bẻ quặp, thiếu niên đứng trong gió như bá chủ của loài yêu. Tử phủ. Hàn Phi và Phan Nhạc lập tức biến sắc, trong lòng vô cùng chấn động. Làm sao có thể có uy áp tử phủ đáng sợ như vậy? E rằng đệ tử nòng cốt của các thế lực cấp bậc chuẩn bá chủ kia cũng không thể hơn được, nhưng hắn rõ ràng mới thăng cấp lên tử phủ. Grư. Con chuột vương vừa xông tới cảm nhận được khí thức của Lâm Nhất, nó lập tức dừng lại, ánh mắt tràn đầy chần chừ. Vốn dĩ nó bị khống chế nên mới không suy nghĩ chạy tới đây. Lúc này bị kích thích như vậy, trông nó cực kỳ điên cuồng, đôi mắt đỏ như máu khiến người ta sợ hãi. Chết đi! Lâm Nhất không cho nó cơ hội tỉnh táo lại, cùng với một tiếng kiếm ngân vang vọng đất trời, kiếm ý tiên thiên rót vào thân kiếm. Vèo! Hắn vung tay ném đi, kiếm táng hoa lập tức hóa thành tia sáng bạc bay nhanh như chớp. Răng rác! Tia sáng bạc lấp lóe, một vệt máu vẩy ra giữa không trung, đầu con chuột vương lập tức bị chém rời. Lâm Nhất vẫy tay, kiếm táng hoa lướt một vòng cung trên không trung rồi nhanh chóng quay trở lại trong tay hắn. Keng! Thân kiếm như dòng nước mùa thu chui vào vỏ, phát ra âm thanh giòn giã. Cơ thể không đầu của chuột vương ngã phịch xuống đất. Kiếm táng hoa! Vẻ kinh ngạc lóe qua trong mắt Liễu Vân Yên, nàng ta hết sức kinh ngạc, đây là uy lực của kiếm táng hoa ư. Thanh kiếm táng hoa mờ nhạt trong tay Lục Tư Âm nhưng lại lóa mắt như thế khi ở trong tay Lâm Nhất. Này! Phan Nhạc và Hàn Phi sợ choáng váng, vừa thấy Lâm Nhất nhìn về phía mình liền quỳ phịch xuống đất. Dáng vẻ kiêu ngạo vừa rồi đâu còn nửa phần. Công tử táng hoa, xin tha mạng. Đám đệ tử lầu huyết vũ và lầu tàn kiếm lập tức lúng túng, Phan Nhạc và Hàn Phi đã quỳ, vậy họ có nên quỳ hay không? Nhưng khi Lâm Nhất đảo mắt nhìn qua, đám người này cảm giác như rơi vào hầm băng, không còn ý chí chiến đấu, quỳ phịch xuống đất. Thích cướp đoạt đúng không? Lâm Nhất nhìn hai người này, lạnh lùng bảo, giao hết túi trữ vật ra đây. Khốn kiếp! Vẻ mặt Phan Nhạc và Hàn Phi lập tức trở nên vô cùng khó coi, trộm gà không xong còn mất nắm gạo, cảm giác này thật khó chịu. Nhưng lúc này chỉ có một lựa chọn. Dù được cho thêm 100 lá gan hắn ta cũng không dám ra tay với Lâm Nhất. Nhìn Diệp Thương Minh đã chết, lại nhìn sang chuột Long Nham đã gục ngã, nếu ra tay sẽ có kết cục tương tự như thế. Hai người cực kỳ không cam lòng, nhưng vẫn tháo túi trữ vật ra, những người còn lại không dám không làm theo. Cút đi! Lâm Nhất hờ hững nói. Mấy người như chút được gánh nặng, lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy bán sống bán chết. Nhìn đống túi trữ vật ở trước mặt, đám người thư viện thiên phủ dường như đang nằm mơ. Một người một kiếm đã làm cho đám người Phan Nhạc quỳ gối. Phong thái này thực sự khiến người ta phải khâm phục. Có lẽ những gì mà đệ tử nòng cốt của thư viện thiên phủ có thể làm ở đây cũng chỉ có vậy. Rất khó có thể tưởng tượng được Lâm Nhất thật sự đến từ đế quốc Đại Tần. Đa tạ. Liễu Vân Yên chậm rãi bước tới. Nhìn Lâm Nhất với ánh mắt đầy ẩn ý. Câu cảm ơn này có ý tứ khác. Liễu Vân Yên hiểu bản tính của Lâm Nhất, với tính cách của hắn, những người khác có thể sẽ có cơ hội sống sót. Nhưng Phan Nhạc và Hàn Phi này chắc chắn sẽ không. Mối thù giữa lầu huyết vũ và thư viện thiên phủ rất sâu sắc, nhưng đệ tử trong từng môn khi gặp cấp bậc như Phan Nhạc và Hàn Phi căn bản sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì điểm mấu chốt, đệ tử bình thường đã giết thì thôi, nhưng một khi các đệ tử tử phủ xuất sắc như Liễu Vân Yên và Phan Nhạc chết đi sẽ tổn thất rất lớn. Xét về cả tình và lý đều sẽ không chịu giảng hòa, hai tông môn nhất định sẽ ra tay đánh nhau. Hôm nay dù Lâm Nhất không đến, Hàn Phi và Phan Nhạc cũng sẽ không dám giết Liễu Vân Yên. Lúc này Lâm Nhất ở đây, đương nhiên phải cân nhắc một số vấn đề từ góc độ của Thư viện Thiên Phủ. Chuyện nhỏ. Lâm Nhất cười khẽ, sau đó vỗ nhẹ vào túi trữ vật, một đóa kỳ hoa xuất hiện trong tay hắn. Cánh hoa của đóa hoa này óng ánh, có màu tím sáng rực, tâm sen lấp lánh ánh vàng, bốc cháy như liệt diễm. Kim liên tử hỏa. Trong mắt Liễu Vân Yên lập tức lộ vẻ vui mừng, nhìn Lâm Nhất một cách kinh ngạc.
lời đã hứa, may mà thực hiện được. Lâm Nhất đưa kim liên cho đối phương, sau đó mỉm cười, tiếp tục lấy thêm 3 cây kim liên tử hỏa cho đối phương. 4 cây. Liễu Vân Yên kinh ngạc. Lâm Nhất nhẹ nhàng giải thích, cây cuối tặng cho cô đấy, dù cô không nhận thì cũng phải nghĩ cho các sư đệ sư muội đi cùng cô chứ đúng không? Vậy ta xin phép nhận lấy. Liễu Vân Yên không nhún nhường nữa, nhận lấy cây kim liên tử hỏa thứ tư. Các đệ tử còn lại nhìn Lâm Nhất với vẻ có thiện cảm hơn nhiều. Chuyến đi này họ vốn sẽ nhận thưởng từ tông môn, nếu thêm một cây kim liên tử hỏa thì đúng là niềm vui bất ngờ. Cây này ta tặng riêng cho muội đấy, nhà đầu ngốc. Lâm Nhất nhìn Bạch Vân bằng ánh mắt cưng chiều, cười bảo. Cái này, cảm ơn huynh, Lâm đại ca. Tiểu nha đầu lập tức đỏ mặt, tim đập thình thịch. Liễu Vân Yên cười, cuối cùng vẫn không nói thêm gì, dù sao nha đầu này cũng đã cứu Lâm Nhất một mạng. Nhận món quà lớn lao này cũng tạm được. Lâm công tử, ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình. Sau khi trở thành đệ tử nòng cốt, ta chắc chắn sẽ đề cử ngươi làm chấp sự khách khanh. Liễu Vân Yên trịnh trọng nói. Lâm Nhất chỉ cười, không nói gì cả. Đệ tử nòng cốt có quyền đề cử chấp sự khách khanh, nhưng có thể lên chức hay không thì khó nói trước. Hắn đã chuẩn bị tâm lý cho việc này. Chỉ mong mọi thứ sẽ thuận lợi, đừng có quá nhiều khó khăn và trắc trở. Lâm Nhất, ngươi định xử lý đóng túi chữ vật này thế nào? Liễu Vân Yên nhìn về phía đống túi chữ vật kia, cười hỏi. Đây là lần đầu tiên nàng ta gặp được người có thể khiến Lầu Huyết Vũ và Phủ Tam Tuyệt chịu thiệt lớn như vậy. Cô kiểm kê giúp ta một lượt, ta chỉ cần Linh Ngọc. Lâm Nhất trả lời, quay lưng định rời đi. Người định đi đâu? Hắn đến đi vội vàng, không để lại bóng dáng, Liễu Vân Yên và những người khác thấy vậy thì vội vàng la lên. Ta đi một lát rồi quay lại. Lâm Nhất cười bâng quơ, không nói nhiều. Phan Nhạc và Hàn Phi đã trừng phạt, nhưng vẫn còn một người nữa, Lâm Nhất không quên. Thiếu niên lập tức biến mất khỏi tầm mắt mọi người, Liễu Vân Yên suy tư, đoán được đại khái hắn định đi đâu. Trong lòng không kìm được kinh ngạc, Lâm Nhất đúng là có thù tất báo, không chịu bỏ qua cho bất cứ ai động tới hắn. Cách doanh trại 10 dặm là một bãi đất trống giữa núi rừng rậm rạp. Nơi này bị cành lá chọc trời che phủ, một tia nắng cũng không thể xuyên qua, ban ngày cũng u ám, vô cùng đáng sợ. Trên bãi đất trống kia có một trận pháp tràn ngập khí lạnh, ở mắt trận khảm gần 1.000 viên linh ngọc tam phẩm. Ở trung tâm đặt rất nhiều đầu lâu chuột long nham. Một thanh niên mặc áo bào đen đột nhiên hộc ra một búng máu, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ trắng bệch. Lâm Nhất, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ánh mắt hắn ta nhìn xuyên qua mặt nạ vô cùng lạnh lẽo, bắn ra sát khí lạnh như băng. Hắn ta đã tốn rất nhiều tinh khí và công sức duy trì trận pháp mới miễn cưỡng khống chế được con chuột vương cảnh giới âm huyền đại thành kia. Cứ tưởng nó sẽ tàn sát, chà đạp đám người Liễu Vân Yên. Nhưng không ngờ nó lại bị Lâm Nhất chém chết chỉ bằng một kiếm. Mặc dù một phần nguyên do vì lúc chuột vương giãy giụa không thể nhúc nhích, nhưng thực lực này đã đủ khiến hắn ta kinh hãi. Chuột vương vừa chết, Lãnh Giật lập tức bị trận pháp phản phệ và bị thương rất nặng. Hắn ta nhắm mắt điều tức, không dám lo lắng chuyện khác. Hô! Nhưng không bao lâu sau, một cơn gió nhẹ đột nhiên thổi qua nơi u ám này, những chiếc lá rũ khẽ đong đưa, Lãnh Giật đang điều tức chữa thương lập tức mở mắt ra. Ngẩng đầu nhìn qua thì thấy một thiếu niên áo xanh lặng lẽ đứng trên cây cổ thụ phía trước. Lâm Nhất! Tim Lãnh Giật đập loạn xạ, không ngờ Lâm Nhất lại tìm được hắn ta nhanh như thế. Chết tiệt, có chuyện gì vậy? Hai tên vô dụng Hàn Phi và Phan Nhạc, còn có nhiều đệ tử Lầu Huyết Vũ và Phủ Tam Tuyệt thế mà không giữ chân hắn được một lúc ư. Nếu biết trước sẽ như vậy thì làm sao hắn ta dám ở tại chỗ chữa thương, mà đã bỏ trốn từ lâu rồi. Không ngờ ngươi lại không chạy, cũng tốt, tiết kiệm thời gian cho ta. Lâm Nhất bình tĩnh nói. Dù đối phương có đi hay không, khi Lâm Nhất đã quyết định sẽ giết hắn ta, đối phương cũng đã là một người chết. So với Phan Nhạc và Hàn Phi, thủ đoạn của Lãnh Giật quá kỳ quái, không thể giữ lại. Ngông cuồng.
Lãnh Giật nổi giận hét lên, hai tay kết ấn, chân nguyên toàn thân sôi trào, trận pháp dưới chân hắn ta đột nhiên phát ra tiếng quỷ khóc sói gào. Ngay sau đó, đống xương sọ chồng chất quanh người hắn ta bao phủ xương đen nồng đậm như những con ác quỷ đến từ địa ngục, lần lượt lao về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất bình thản nhìn, nhảy xuống khỏi cây, đưa tay tung một quyền. Phục ma ấn, dùng kiếm phục ma. Có phục ma ấn hỗ trợ, cú đấm này phát ra ánh sáng vàng vô tận, có khả năng công kích thủ đoạn quỷ đạo rất mạnh. Bùm! Chỉ một cú đấm đã đánh nát đống xương sọ này. Trong tích tắc, vô số mảnh vụn rơi xuống, làn xương đen biến mất không còn sót lại gì. Lâm Nhất, sau này chúng ta sẽ gặp lại. Ta thề, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ cho ngươi nếm mùi bị vạn quỷ ăn tim, sống không bằng chết. Cùng với tiếng cười quái dị, cơ thể Lãnh Giật ở trung tâm trận pháp dần hóa thành xương. Khi thấy đầu hắn ta cũng xương hóa, trở nên lúc ẩn lúc hiện. Một tia sáng lạnh lóe qua trong mắt Lâm Nhất, hắn giơ tay nắm chặt lấy kiếm táng hoa rồi vung lên. Vù! Một tia kiếm quang bạc kèm theo tiếng kiếm ngân to rõ lao đi nhanh như chớp. Rắc! Cái đầu đang sắp xương hóa của Lãnh Giật rơi xuống, lăn trên mặt đất một đường thật xa. Gió lớn nổi lên, ở những nơi kiếm đi qua, từng hàng cổ thụ nghiêng ngả theo cách cực kỳ khoa trương, không thể đứng thẳng. Như thể có một lực vô hình nào đó vẫn luôn đè ép. Đến khi Lâm Nhất cất kiếm vào vỏ, những cây cổ thụ chọc trời này mới bật trở lại. Giết ta, tiếc là ngươi không có cơ hội này. Lâm Nhất di chuyển tới trước, không chút khách sáo xòe tay bỏ hết 1.000 viên linh ngọc tam phẩm trong trận pháp vào túi. Còn đầu của Lãnh Giật, hắn không có ý định quan tâm. Bên ngoài sơn mạch huyết cốt, Phan Nhạc đang lo lắng chờ đợi ai đó. Lãnh Giật vẫn chưa tới, có khi nào đã xảy ra chuyện gì rồi không? Đã hẹn trước nơi tập hợp mà mãi không thấy người. Hàn Phi không nhịn được lên tiếng. Vẻ mặt Phan Nhạc trở nên vô cùng khó coi, vẫn chưa tới thì 80-90% đã chết trong tay Lâm Nhất. Ngoài ra không có khả năng khác. Lâm Nhất đúng là gan to bằng trời, đệ tử của U Vân lão quỷ mà cũng dám giết ư. Hắn không sợ chết sao? Phan Nhạc cắn răng nghiến lợi nói với vẻ mặt tức tối. Lãnh Giật là do hắn mời đến hỗ trợ, giờ hắn ta lại chết ở bên ngoài tông môn, U Vân lão quỷ chắc chắn sẽ không để yên cho hắn. Phan huynh, với tính tình bênh vực người mình của U Vân lão quỷ, dù Lâm Nhất có giết Lãnh Giật hay không, ông ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn đúng không? Hàn Phi liên tục cười khẩy trong lòng, Phan Nhạc nói mà không biết ngượng, không suy nghĩ xem U Vân lão quỷ là ai. Nếu hắn ta là Lâm Nhất thì cũng sẽ không bỏ qua cho Lãnh Giật. Phan Nhạc ngẩng đầu lên, người đã chịu thiệt lớn như vậy trong tay tiểu tử đó mà có thể nuốt trôi cục tức này à? Hàn Phi nhìn Lâm Nhất, thờ ơ đáp, giờ ta đã hiểu tại sao người của Lầu Tàn Kiếm không nhúng tay vào vũng nước đục lần này. Đường đường là đệ tử của thế lực cấp bậc chuẩn bá chủ mà lại hành động như tán tu, thật bẽ mặt biết bao. Lúc này còn bị người ta cướp ngược lại, dù không nuốt trôi cục tức này thì có thể làm gì? Chẳng lẽ còn định nhờ tông môn ra mặt giúp mình à? Một chuyện nhục nhã như vậy, đừng nói đến việc nhờ tông môn ra mặt giúp đỡ. Có thể không bị tông môn trừng phạt đã may mắn lắm rồi. Tốt nhất huynh nên tìm cách ăn nói với U Vân lão quỷ đi, một khi lão già này nổi điên thì chẳng nể nang ai đâu. Hàn Phi không thèm đếm xỉa tới Phan Nhạc nữa, nhanh chóng dẫn các đệ tử Phủ Tam Tuyệt rời đi. Khốn kiếp! Phan Nhạc tức giận tới mức toàn thân run rẩy, nhưng trong lòng lại không biết làm thế nào. Trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Còn bị ép quỳ xuống xin tha, nhưng có thể làm gì đây? Nếu như cho hắn ta thêm một cơ hội, hắn ta nhất định sẽ không động tới Lâm Nhất. Chấm chấm chấm. Trên con sông mênh mông vô bờ, sóng đánh dữ dội, từng con sóng lớn ập đến. Lúc này trên mặt sông Nộ Long đang có một chiếc thuyền lớn di chuyển một cách vững vàng. Dù cho sóng to gió lớn đáng sợ cỡ nào, âm thanh sóng đánh đinh tai nhức óc ra sao. Chiếc thuyền treo cờ xí của thư viện thiên phủ này vẫn vững vàng như núi, không hề chao đảo. Sông Nộ Long quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Nhất đứng trên mũi thuyền, ở trước mặt là hơi nước mù mịt, con sông uốn lượn quanh co, bừng bừng khí thế,
dài đằng đẵng kia như một con dao long nấp trong sương mù. Đã 4 ngày kể từ khi họ rời sơn mạch huyết cốt, xuất phát đến thành U Châu. Lâm Nhất đã bế quan củng cố tu vi suốt 4 ngày qua. Sau khi thăng cấp lên tử phủ dựa vào hơn 1.000 viên linh ngọc tam phẩm cướp được kia, tu vi của hắn dần ổn định ở cảnh giới âm huyền tiểu thành, đóa hoa tử diên trong tử phủ có chút tiến bộ, từ 72 cánh hoa tăng lên đến 73 cánh hoa. Kiếm quyết tầng 9 quả nhiên không thể thăng cấp khi chưa đạt tới tử phủ. Hơn 1.000 viên linh ngọc tam phẩm mới miễn cưỡng tăng lên một cánh hoa, điều này khiến Lâm Nhất hơi đau đầu. Càng về sau, công pháp truyền thừa từ thời thượng cổ hoàng kim này sẽ cần nhiều tài nguyên hơn. Ngươi chịu ra ngoài rồi à? Ta cứ tưởng trước khi đến thành U Châu, ngươi sẽ không ra đâu đấy. Liễu Vân Yên chậm rãi bước tới, vừa nhìn thấy Lâm Nhất thì nhẹ giọng cười bảo. Vốn dĩ Lâm Nhất cũng định như vậy. Nhưng lúc này mới qua mấy ngày, vì dốc toàn lực tu luyện, Linh Ngọc đã gần như sử dụng hết. Không nghĩ ra được, cũng không có cách nào. Liễu cô nương, không biết để trở thành khách khanh của Thư viện Thiên Phủ, ngoài việc được đệ tử nòng cốt đề cử thì còn yêu cầu nào khác không? Chắc khảo hạch sẽ không thiếu đâu nhỉ? Lâm Nhất đổi chủ đề, hỏi về vấn đề mà hắn cảm thấy hứng thú. Hắn cũng khá khát vọng với chức vụ khách khanh của Thư viện Thiên Phủ. Nếu được, hắn mong rằng sẽ có thể nâng cao trình độ linh văn của mình khi ở đây. Hắn cần phải nhờ vào sức mạnh của Thư viện Thiên Phủ để mở khóa bí mật của hổ khứu tường vi đồ. Nếu không được ai đề cử thì sẽ có khảo hạch, nhưng nếu được đệ tử nòng cốt đề cử thì khảo hạch chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi, nhưng khách khanh cũng chia thành nhiều loại khác nhau. Nếu ngươi không thể hiện được giá trị của mình, có lẽ sẽ không được gì tốt, ta phải báo trước cho ngươi điều này. Liễu Vân Yên trả lời cụ thể, không chút giấu giếm. Sau chuyến đi Hồ Tử Vân, mối quan hệ giữa hai người đã trở nên thân thiết hơn nhiều. Trong cảnh sóng to gió lớn như tận thế ngày hôm đó, thiếu niên quay lưng đi không chút do dự đã để lại ấn tượng sâu sắc và khó quên cho Liễu Vân Yên. Thể hiện giá trị của mình ư? Lâm Nhất suy tư, cũng không quá bất ngờ. Ngay cả khi được Liễu Vân Yên đề cử, nếu hắn không thể hiện ra thực lực nên có, dù trở thành khách khanh thì e rằng cũng chỉ là hư danh. Bắt hắn đi làm việc vặt, quét rác cũng không phải không thể được. Thật ra với tuổi, thiên phú và thực lực của ngươi hoàn toàn có thể gia nhập Thư viện Thiên Phủ. Có điều, ta đoán ngươi sẽ không đồng ý. Liễu Vân Yên cười khẽ, nếu Lâm Nhất bằng lòng thì nhất định có thể gia nhập Thư viện Thiên Phủ. Nhưng với tính cách của hắn chắc chắn không thích trói buộc. Trước khi Quần Long Thịnh Yến diễn ra, có lẽ hắn cũng sẽ không rời kiếm các để gia nhập những tông môn khác. Làm một khách khanh thì cũng có thể tạm chấp nhận. Nhưng khách khanh tự do thì tự do, đãi ngộ lại cao hơn đệ tử tông môn một bậc. Nếu hắn thật sự có thể khiến người ta nhìn bằng con mắt khác sẽ là một chuyện khác. Chẳng hạn như U Vân Lão Quỷ, ông ta vốn là tà tu nhất giai, nổi tiếng độc ác. Lầu Huyết Phú chủ động mời ông ta gia nhập thì tất nhiên sẽ có hậu đãi. Cô cũng hiểu ta thật đấy. Lâm Nhất chỉ cười. Chẳng ừ hử gì cả. Dù thế nào đi nữa, hắn sẽ không thể phản bội Lăng Tiêu Kiếm Các trước khi Quần Long Thịnh Yến diễn ra. Sông rộng mênh mông, khói sóng mù mịt. Lâm Nhất và Liễu Vân Yên đứng sóng vai trên mũi thuyền, cả hai đều có phong thái riêng, không phân cao thấp. Hai người thoải mái trò chuyện với nhau, mối quan hệ dần trở nên gần gũi hơn. Một lúc lâu sau, Lâm Nhất nói khẽ, Liễu cô nương. Tính ra cô vẫn chưa nói cho ta biết tại sao đệ tử nòng cốt lại quan trọng với cô như vậy. Ngày đó trên Hồ Tử Vân, ánh mắt nàng ta nhìn Kim Liên Tử Hỏa tràn đầy buồn bã và yếu đuối. Ánh mắt ấy có chuyện xưa. Liễu Vân Yên muốn nói lại thôi, một lát sau mới áy náy bảo, chuyện này để nói sau đi. Nhưng việc trở thành đệ tử nòng cốt có ý nghĩa rất quan trọng đối với ta. Ơn này của Lâm Công Tử, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Nhìn có vẻ chuyện này có khúc mắc, nàng ta không muốn kể, Lâm Nhất sẽ không hỏi nhiều. Khi màn đêm buông xuống, hai người mới tạm biệt nhau. Trong một căn phòng trang nhã, Lâm Nhất ngồi khoanh chân trên giường, trên hai tay đều đặt một viên linh ngọc tam phẩm. Khi tử diên kiếm quyết vận chuyển,
linh khí trong linh ngọc hóa thành những hạt mưa bụi rơi vào trong vùng tử phủ màu bạc trắng. Vùng tử phủ này ẩn chứa chân nguyên tinh khiết và vô tận. Uy lực của tử diên kiếm kình ngưng tụ thành chất lỏng so với lúc bán bộ tử phủ khác nhau một trời một vực. Ở trung tâm vùng tử phủ, một đóa hoa tử diên màu bạc tỏa ánh sáng nhạt lạnh thấu xương, yên tĩnh ở đó. Ngoài ra còn có hai con hung hồn đứng sâu trong hư không, nhìn vùng tử phủ này với ánh mắt lạnh lùng. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện hơn một nửa linh khí được luyện hóa đều bị hai con hung hồn này tham lam hấp thu. Đặc biệt là con trúc long mặt người thân rồng, khi linh khí rót vào, ngọn lửa nhỏ trong đôi mắt đen như vực sâu dần trở nên rõ ràng. Về phần cùng kỳ, nó không có thay đổi quá lớn, nhưng xét về mặt khí thế thì không hề thua kém chút nào. Linh ngọc tam phẩm tiêu hao nhanh như vậy, ngoài nguyên nhân bản thân tử diên kiếm quyết cần một nguồn tài nguyên khổng lồ, thì có liên quan rất lớn đến hai con hung hồn tham lam này. Điều này khiến Lâm Nhất vô cùng nhức đầu, dù có bao nhiêu linh ngọc cũng như hạt cát trong sa mạc. Đã không cho tử diên kiếm quyết ăn no, hơn nữa còn không nuôi nổi hai con hung hồn này. 5 ngày sau, Lâm Nhất rõ ràng cảm giác được con sông náo nhiệt hơn, hàng nghìn chiếc thuyền tụ tập làm cho con sông mênh mông trở nên chen chúc. Phía trước chính là thành U Châu. Liễu Vân Yên đứng ở đầu thuyền nhìn bóng dáng thành trì ở cuối tầm mắt, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Có thể thấy được nàng ta đang rất nhớ nhà, chỉ muốn về thư viện Thiên Phủ ngay lập tức. Liễu Vân Yên. Đúng là nàng ta, đẹp quá, không hổ là đệ nhất mỹ nữ của thư viện Thiên Phủ, chỉ là hơi lạnh lùng. Nghe nói chuyến đi này nàng ta đi vì Kim Liên Tử Hỏa, không biết kết quả thế nào. Chắc là hơi khó đấy, ở bên ngoài thành U Châu. Trừ Huyền Dương Điện bá chủ ra thì những thế lực cấp bậc chuẩn bá chủ khác đều hành động ngay khi vừa biết tin. Thiếu niên bên cạnh nàng ta trông rất lạ mắt, không biết là ai, nhìn hai người có vẻ rất thân thiết. Liễu Vân Yên rất nổi tiếng ở thành U Châu, các võ giả trên thuyền lân cận đều nhận ra nàng ta, đưa mắt nhìn qua. Những lời bàn tán liên tục vang lên. Lâm Nhất nhìn nữ tử bên cạnh mình, Liễu Vân Yên lạnh mặt, không hề dao động trước những lời này. Có lẽ nàng ta đã quen. Một lát sau, một tòa thành từ khí phách sừng sững xuất hiện trong tầm mắt mấy người. Cổ vực Nam Hoa có lãnh thổ vô tận, với vô số tông môn và nghìn vạn đế quốc, được chia thành 9 châu. 9 châu này tồn tại từ thời thượng cổ, mỗi châu đều có lãnh thổ rộng vô biên. Ví dụ như đế quốc Đại Tần có diện tích rộng lớn, nhưng lại rất nhỏ so với một châu. Các tông môn và thế lực có nội tình lớn mạnh chân chính đều tập trung tại Thành Châu. 9 thành châu bao gồm Thành U Châu, Thành Vân Châu, Thành Thanh Châu, Thành Kim Châu, Thành Dương Châu, Thành Vũ Châu, Thành Tinh Châu, Thành Dực Châu và Thành Cửu Châu. Tòa thành trì cổ kính và nguy nga trước mặt này chính là Thành U Châu. Nhìn lên bức tường thành, một di sản cổ kính và rộng lớn hiện ra trước mắt. Tòa thành chỉ còn lớn hơn một dãy núi này giống như một con trúc long đang trấn thủ, khiến người ta nhìn mà phát khiếp, không dám khinh suất. Lâm Nhất nghĩ thầm trong lòng, nghe đồn 9 tòa thành châu đều là nơi có long mạch, được long vận vô thượng duy trì. Thành châu còn được rất nhiều người gọi là thành long, tương truyền là 9 tòa thành long của cổ vực Nam Hoa. Lâm Nhất lẩm bẩm, có lẽ tòa thành trì này lớn hơn cả quận Tần Thiên rất nhiều. Chiếc thuyền lớn đi qua cửa thành, trông nó nhỏ bé như một chiếc thuyền lá lênh đênh dưới bức tường cao ngất này. Sau khi vào thành, Lâm Nhất đứng trên mũi thuyền ngắm nhìn khung cảnh trong thành. Hầu như tất cả người đi bộ trên đường đều là võ giả tiên thiên, không có người thường. Nhân tài cảnh giới huyền võ ở đế quốc Đại Tần có ở khắp nơi trong thành này, thậm chí còn có cả cảnh giới tử phủ, đâu đâu cũng gặp. Chỉ cần bất cần một chút sẽ còn cảm nhận được một số người khiến người ta phải kinh sợ hãi hùng. Đó là khí tức do cao thủ cảnh giới thiên phách vô tình phóng ra. Hắn đã được mở mang tầm mắt. Lâm Nhất nói thầm trong lòng, thành U Châu quả nhiên là vùng đất thiêng sinh ra hiền tài, ngọa hổ tàng long. Lâm Nhất, đã đến lúc lên bờ. Liễu Vân Yên gọi Lâm Nhất một tiếng rồi nhảy lên, bay về phía bến thuyền trong thành. Sau đó Bạch Vân và các đệ tử của Thư viện Thiên Phủ đồng loạt thi triển thân pháp bay lên bờ. Lâm Nhất rời mắt đi, mũi chân dẫm nhẹ nhảy lên.
Thư viện Thiên Phủ là một trong năm thế lực cấp bậc chuẩn bá chủ lớn của thành U Châu, mặc dù không bằng Huyền Dương Điện bá chủ nhưng cũng rất nổi tiếng. Thư viện chuyên đào tạo huyền sư, nắm giữ rất nhiều linh văn mà các thế lực khác không có, trong thư viện có rất nhiều tiền bối có trình độ linh văn cao siêu. Thư viện Thiên Phủ chắc chắn sẽ là lựa chọn đầu tiên của các con cháu thế gia ở thành U Châu muốn học tập linh văn. So với những thế lực cấp bậc chuẩn bá chủ khác, sức chiến đấu của họ yếu hơn, nhưng nội tình lại không hề thua kém. Họ còn am hiểu bày trận, chế tạo bảo vật, luyện dược, có mối liên hệ sâu rộng với nhiều thế lực. Không ai dám đắc tội Thư viện Thiên Phủ, bởi vì mọi người đều không biết sẽ dính dáng tới bao nhiêu thế lực khác. Khi đoàn người đi vào Thư viện Thiên Phủ, những tòa nhà trước mặt rất khác biệt so với trong tưởng tượng của Lâm Nhất. Xét về độ hoành tráng và khí thế thì thậm chí còn không bằng Lăng Tiêu Kiếm Các, nhưng cũng được coi là trang nhã và cầu kỳ. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện chỉnh thể tòa nhà cũng mang đậm hương vị đạo pháp tự nhiên. Thoạt nhìn có vẻ giản dị và tự nhiên. Nhưng khi dùng khí tức thăm dò là có thể cảm nhận được một sự nặng nề khó tả, làm cho người ta ngột ngạt, không thể dung chuyển. Trước cổng sân người ra người vào nườm nượp, cách đó không xa có một tấm bia đá thẳng đứng. Trên bia đá được khắc rất nhiều linh văn, có loại sắc bén, có loại nhẹ nhàng, có loại điên cuồng, tất cả chúng đan xen nhau tạo thành một bức tranh tráng lệ. Với trình độ của Lâm Nhất chỉ có thể nhìn ra đa số những linh văn này là linh văn tam phẩm hiếm gặp. Dù được khắc họa rõ nét, nhưng nếu muốn vẽ lại khó như lên trời. Thư viện Thiên Phủ thoải mái đặt tấm bia đá này trước cổng có vẻ vô cùng tự tin. Điều khiến người ta dao động nhất là ở chính giữa tấm bia đá có một linh văn hình con ngươi, vừa nhìn đã như bị hút vào đó, vô cùng quỷ dị. Thú vị! Hai mắt Lâm Nhất tỏa sáng, nghĩ thầm mình đã không đến nhầm chỗ. Có lẽ nơi này thật sự có thể giúp hắn giải đáp bí ẩn của bức họa tường vi, dù thế nào cũng phải có được chức vị khách khanh. Vân Yên, cuối cùng cô cũng đã trở về. Mấy người vừa định vào thư viện thì cách đó không xa có một đám đệ tử Thư viện Thiên Phủ bước đến, người dẫn đầu là một ông lão áo đen. Du trưởng lão. Liễu Vân Yên chắp tay, cung kính gọi người này. Du trưởng lão gật đầu, cười hỏi, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi à? Vâng ạ, may mà đã hoàn thành, hái đủ 3 cây kim liên tử hỏa. Không dễ dàng chút nào, lần này kim liên tử hỏa sinh ra. Nghe nói Lầu Tàn Kiếm, Lầu Huyết Vũ và Phủ Tam Tuyệt đều tham dự, thậm chí còn có rất nhiều tán tu vừa nghe tin liền hành động. Du trưởng lão tươi cười, Liễu Vân Yên là đệ tử cưng của ông ta, nàng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ kim liên tử hỏa tốt như thế, ông ta đương nhiên cũng nở mày nở mặt. Thiếu niên này trông thật lạ mặt, hắn là ai vậy? Du trưởng lão nhìn quanh một lượt thì thấy Lâm Nhất, thắc mắc hỏi. Đây là bằng hữu của ta, Lâm Nhất, nhiệm vụ lần này nếu không nhờ hắn ra tay, ta đã không lấy được kim liên tử hỏa. Đợi sau khi ta trở thành đệ tử nòng cốt sẽ đề cử hắn làm chấp sự khách khanh. Liễu Vân Yên giới thiệu, Lâm Nhất bước tới chắp tay thi lễ. Vẻ kinh ngạc lóe qua trong mắt Du trưởng lão, ông ta cười đáp, có thể được nha đầu Vân Yên coi trọng thì hẳn cũng có chỗ hơn người. Bạch Vân, cô đưa hắn đến nơi ở trong thư viện đi. Vâng ạ. Tiểu nha đầu Bạch Vân lập tức cười hì hì nhận lệnh. Lâm Nhất suy tư trong lòng, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không nói nhiều. Du trưởng lão, chuyện của Lâm Nhất có vấn đề gì ạ? Sau khi họ đi, Liễu Vân Yên mới hỏi, nàng ta nhìn mặt nói chuyện, sớm đã nhìn ra manh mối từ nét mặt của Du trưởng lão. Du trưởng lão khẽ thở dài, địa vị thấp nhất của khách khanh Thư viện Thiên Phủ cũng tương đương với đãi ngộ của đệ tử nội môn, trước giờ luôn tranh giành quyết liệt. Ngày thường còn được, có đệ tử nòng cốt đề cử, khảo hạch chỉ là đi ngang qua sân khấu. Nhưng lần này không khéo là nha đầu Mạc Linh cũng đề cử một người, là Đường Ca nhà nàng ta. Mạc Linh sư tỷ. Vừa nhắc tới cái tên này, Liễu Vân Yên lập tức chau mày. Trong số các đệ tử nòng cốt, thực lực của Mạc Linh cũng thuộc hàng đầu, bản thân cũng là con cháu dòng chính của Mạc gia. Trong thành U Châu có rất nhiều thế gia, nội tình không hề thua kém Thư viện Thiên Phủ, Mạc gia chính là một trong số đó. Nàng ta đề cử Đường Ca làm khách khanh của Thư viện Thiên Phủ,
trọng lượng này lớn hơn nàng rất nhiều. Có hơi khó. Thật sự không được đâu, ngươi cứ quên đi, ta sẽ bồi thường cho Lâm Nhất bằng cách khác. Du trưởng lão hỏi dò. Không được. Liễu Vân Yên quả quyết từ chối, ta không quan tâm có được hay không, nhưng ta nhất định sẽ đề cử danh ngạch này. Còn việc xung đột với Mạc Linh Sư Tỷ thì cứ để tông môn quyết định. Du trưởng lão cười khổ, không tiếp tục khuyên nữa. Ông ta hiểu tính cách của nha đầu này, một khi đã quyết định chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Chỉ là ông ta hơi tò mò, rốt cuộc Lâm Nhất có lai lịch như thế nào mà có thể khiến đồ đệ của ông ta không ngại đắc tội nha đầu Mạc Linh. Chấm chấm chấm. Lâm đại ca, viện này có tên là Lầu Yên Ba, nơi Liễu Sư Tỷ từng ở trước đây và cũng là chỗ ở tốt nhất trong thư viện, không thua kém gì đệ tử nội môn. Tối nay huynh tạm thời ở đây đi, đợi ngày mai trở thành khách khanh, để xem các trưởng lão có đổi chỗ ở cho huynh không, có điều. Bạch Vân dẫn Lâm Nhất đến một viện lạc cạnh hồ, nhẹ nhàng giới thiệu, sau đó muốn nói lại thôi. Muội sao vậy, có gì thì cứ nói đi. Lâm Nhất cười bảo. Lâm đại ca, e rằng vị trí khách khanh này của huynh sẽ có chút trở ngại. Bạch Vân cúi đầu, nhỏ giọng đáp. Lâm Nhất cười thầm, nhà đầu này cũng không ngốc lắm, nhưng hắn vẫn hỏi, có chuyện gì à? Bạch Vân lấy hết can đảm trả lời, nếu là bình thường, lúc này Lâm đại ca sẽ phải đi cùng Vân Yên tỷ đến ngự thư đường, nhưng du trưởng lão lại đuổi huynh đi, rõ ràng ông ta có chuyện cần nói riêng với Vân Yên tỷ, không muốn để huynh biết. Chuyện muội có thể nghĩ tới thì đương nhiên ta cũng có thể nghĩ tới. Dù cho có trở ngại, để giành được chức vị khách khanh từ tay ta cũng không đơn giản đâu. Lâm Nhất cười tự tin, không nhiều lời. Cũng đúng nhỉ, ta đã nghĩ tới, sao Lâm đại ca không nghĩ tới được chứ? Lâm đại ca, ta cáo từ trước, ta ở cách đây không xa, khi nào có thời gian thì huynh đến tìm ta chơi nhé. Bạch Vân chỉ vào căn biệt lâu cách đây vài ngôi nhà, ngượng ngùng nói. Ừm. Sau khi tiễn nha đầu này đi, nụ cười trên mặt Lâm Nhất dần vụt tắt, hắn lẩm bẩm, xem ra thật sự có chút rắc rối. Nhưng binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Tạm thời cứ xem thử thư viện Thiên Phủ có thể dở trò gì. Lâm Nhất nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, sau đó lấy hộp đựng kiếm trên lưng xuống, chậm rãi mở ra. Kiếm táng hoa yên tĩnh nằm trong hộp đựng kiếm tràn ngập cánh hoa. Lâm Nhất cầm kiếm, chân nguyên bạc ở vùng tử phủ từ từ rót vào trong đó, thân kiếm lập tức rung lên dữ dội. Cảm giác huyết mạch tương liên, tâm linh tương thông tràn ngập toàn thân. Khi vỏ kiếm lắc lư đến mức không thể ức chế thân kiếm, Lâm Nhất cảm nhận được một sức mạnh đang bành trướng, sôi trào trong cơ thể. Khí thế của hắn cũng tăng vọt lên đến mức cao nhất. Keng! Kiếm táng hoa vừa ra khỏi vỏ, kiếm quang màu bạc lóa mắt lập tức chiếu sáng cả Lầu Yên Ba hơi tối tăm này. Lâm Nhất nhẩm niệm, luồng kiếm thế kinh khủng này lập tức biến mất. Hắn đã có thể khống chế, thu phóng kiếm thế sắc bén và đáng sợ này tùy theo ý của mình. Dưới vẻ bề ngoài khôi ngô tuấn tú, thiếu niên trông có vẻ chất phác, nhưng nếu ai dám khinh thường hắn, đợi đến khi rút kiếm, sự sắc bén và vinh dự thuộc về công tử táng hoa sẽ khiến đối thủ biết sợ hãi là gì. Ngày hôm sau, trời vừa hừng sáng, Liễu Vân Yên đã đến viện lạc của Lâm Nhất. Liễu cô nương tới sớm thật, cô đã có kết quả chưa? Lâm Nhất nhìn đối phương, nhẹ giọng hỏi. Liễu Vân Yên gật đầu, xảy ra chút việc ngoài ý muốn, nhưng ta đã đề cử như đã hứa với ngươi. Bây giờ phải đến ngự thư đường để các trưởng lão xem xét. Hai người vừa nói, vừa cùng nhau đi đến ngự thư đường. Trên đường đi gặp rất nhiều đệ tử của thư viện, sau khi nhìn thấy Liễu Vân Yên, họ đều cung kính thi lễ. Còn có rất nhiều giáo viên đang giới thiệu về tác dụng kỳ diệu của Linh Văn, các đệ tử ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn chăm chú lắng nghe. Linh Văn được truyền thừa từ đạo văn của thời hoang cổ, nhưng nó cũng có phân chia thuộc tính. Đại khái có thể chia thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Linh văn thuộc tính kim sắc bén và cứng rắn, thường dùng để luyện chế binh khí. Linh văn thuộc tính mộc thường dùng để luyện chế con rối. Linh văn thuộc tính thủy thường khắc lên đan dược. Còn linh văn thuộc tính hỏa, trong cuồng bạo ẩn chứa sức phá hoại rất mạnh, thường dùng để cản địch và giết người. Linh văn thuộc tính thổ thì không cần nói nhiều,
việc bố trí trận pháp không thể thiếu nó. Dĩ nhiên không có gì là tuyệt đối. Đây chỉ là cách nói chung thôi, huyền sư cao siêu có thể dùng linh văn thuộc tính thủy để nhẩm niệm giết kẻ địch, cũng có thể dùng linh văn thuộc tính hỏa táo bạo để cường hóa hiệu quả của đan dược. Ngoài ra còn có rất nhiều linh văn thuộc tính biến dị, ví dụ như linh văn phong, linh văn hàn băng, linh văn lôi điện. Tất cả đều là những loại linh văn rất phức tạp, nhưng cũng cực kỳ mạnh. Khi nghe thấy nội dung thú vị, Lâm Nhất chợt dừng lại, lắng nghe một lúc. Nghe thật mới lạ, rất nhiều ý nghĩ được sáng tỏ, so với võ đạo thì linh văn cũng rộng lớn không kém và có rất nhiều kiến thức. Lâm công tử có vẻ hiểu rất nhiều về linh văn. Liễu Vân Yên nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Nhất thì cười bảo. Ta chỉ biết một số kiến thức cơ bản thôi. Lâm Nhất cười đáp, không nói gì nhiều. Hắn có thể vẽ được linh văn nhị phẩm phức tạp, nhưng quả thật không hiểu gì về những kiến thức cơ bản của linh văn. Chẳng hạn như thuộc tính linh văn, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói. Hai người thoải mái trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến ngự thư đường. Ngự thư đường này cùng loại với điện trưởng lão của tông môn, là trọng địa trong thư viện, người không phận sự không được phép đến gần. Cạch. Vừa đẩy cửa vào, Lâm Nhất lập tức cảm nhận được bầu không khí trang trọng và nghiêm túc, bên trong có hơn 10 vị trưởng lão của thư viện Thiên Phủ. Phần lớn là cao thủ cảnh giới tử phủ âm dương hợp nhất, thậm chí có một vài vị đã đạt đến âm dương viên mãn đỉnh phong, chỉ còn thiếu nửa bước nữa là có thể thăng cấp lên thiên phách rồi. Ở Lăng Tiêu Kiếm Các, có thể nói Mai Hộ Pháp là một người trên vạn người, nhưng nếu đặt ở đây thì ông ấy cũng không có gì đáng để người khác chú ý. Còn ông lão đang ngồi ở vị trí trung tâm thì khí tức khủng bố bộc phát từ trên người ông ta càng khiến Lâm Nhất cảm thấy kiêng kỵ. Cao thủ cảnh giới thiên phách. Lâm Nhất thầm kinh ngạc, không ngờ trong ngự thư đường lại bày ra trận thế to như vậy, hơn nữa còn có cao thủ thiên phách siêu cấp tọa chấn. Cảnh giới âm huyền tiểu thành ư, với tu vi như thế, miễn cưỡng có đủ tư cách làm chấp sự khách khanh rồi, tuy nhiên, tuổi có hơi nhỏ, còn chưa đến 20 à. Tu vi có hơi thấp, cảm nhận khí tức của hắn thì e là vừa bước vào tử phủ mà thôi. Nửa tháng trước vẫn còn ở cảnh giới huyền võ, với tu vi như thế thì sao có thể đảm đương vị trí chấp sự khách khanh của thư viện thiên phủ? E là sẽ khiến nhiều người không phục. Chính xác, tuy rằng có suất trở thành đệ tử cốt cán, nhưng cũng không thể qua loa được. Nếu đạt đến trình độ linh văn thì trở thành đệ tử của thư viện thiên phủ ta cũng không phải là tệ. Khách khanh thì quả thật không ổn cho lắm. Đúng. Với tầm tuổi này mà đã thăng cấp lên tử phủ thì dư sức trở thành đệ tử nội môn. Lâm Nhất vừa bước vào thì nghe được rất nhiều âm thanh phê phán. Ánh mắt của những ông lão này đúng là rất độc, vừa gặp đã có thể nhìn thấu được Lâm Nhất, phần lớn đều âm thầm lắc đầu. Yên lặng. Chợt, ông lão cảnh giới thiên phách đang ngồi ở vị trí trung tâm hừ lạnh một tiếng, tiếng bàn tán trong ngự thư đường lập tức lắng xuống, không còn ai dám làm ồn. Lâm Nhất, đây là tiền bối Đường Du, người phát ngôn của ngự thư đường. Liễu Vân Yên thì thầm bên tai Lâm Nhất. Lâm Nhất đệ tử kiếm các đến từ đế quốc Đại Tần, bái kiến tiền bối Đường Du, bái kiến các vị trưởng lão. Lâm Nhất bình tĩnh bước lên thi lễ với mọi người, thái độ không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh. Vẻ mặt ông lão Đường Du không chút cảm xúc, thản nhiên nói, cảnh giới chưa chắc có thể đại biểu cho thực lực. Người có thể giúp Vân Yên lấy được kim liên tử hỏa thì chắc hẳn có chỗ hơn người. Tuy nhiên, chấp sự khách khanh của Thư viện Thiên Phủ không dễ đảm đương như ngươi nghĩ đâu. Nếu ngươi chỉ nghĩ muốn một vị trí thôi thì đơn giản, ta có thể tùy tiện sắp xếp cho ngươi một chức vụ nhàn hạ ở các nơi khác. Chức vụ nhàn hạ thì có khác gì là tạp dịch? Ý của ông ta rất rõ ràng, nếu ngươi chỉ muốn có cái danh khách khanh ảo thì nể mặt Liễu Vân Yên, ta có thể cho ngươi một chức vụ nhàn hạ. Việc này rất đơn giản. Còn muốn yêu cầu cao hơn thì bày ra chút thực lực đi rồi tính tiếp. Bằng không, Thư viện Thiên Phủ không nhất thiết phải xem trọng ngươi. Tuy có chút lạnh nhạt nhưng theo như Lâm Nhất thấy thì vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Đế quốc Đại Tần ư, ta còn tưởng người muốn cạnh tranh vị trí chấp sự khách khanh này với ta là thần thánh phương nào chứ, không ngờ chỉ là thứ rác rưởi đến từ đế quốc Đại Tần. Ngay khi Lâm Nhất chuẩn bị lên tiếng thì bên ngoài ngự thư đường vang lên một âm thanh cực kỳ chói tai. Lâm Nhất và Liễu Vân Yên cùng quay đầu nhìn lại,
liền thấy một nam một nữ sóng vai đi đến. Nữ mặc một bộ váy dài màu tím, bất kể là dung mạo hay khí chất thì cũng đều không thua kém Liễu Vân Yên. Thậm chí tu vi của nàng ta còn cao hơn Liễu Vân Yên, đã đạt đến cảnh giới đáng kinh ngạc âm huyền đại thành. Sự chênh lệch giữa mỗi một cảnh giới trong ba cảnh giới nhỏ của âm huyền là tiểu thành, đại thành và viên mãn đỉnh phong hệt như cách một lạch trời. Nếu không có thiên phú bẩm sinh hoặc kỳ ngộ thì muốn từ tiểu thành thăng cấp lên đại thành là một việc không hề dễ dàng. Bên cạnh nàng ta là một thanh niên có vẻ ngoài khôi ngô, lãng tử, sắc mặt có phần kiêu ngạo. Tu vi của người này cũng không thấp, đã đạt đến cảnh giới âm huyền tiểu thành đỉnh cao, khí tức hùng hậu và cô đọng, thoạt nhìn, có vẻ như xuất thân từ một gia tộc lớn, thực lực bản thân thâm hậu, hơn xa đám người Hàn Phi, Phan Nhạc. Thậm chí có thể lờ mờ cảm giác được hắn ta sẽ thăng cấp lên cảnh giới âm huyền đại thành bất kỳ lúc nào. Đây là người vừa lên tiếng. Mạc Linh. Mạc Phong. Bái kiến tiền bối Đường Du, bái kiến các vị trưởng lão. Sau khi đi vào ngự thư đường, hai người lạnh lùng liếc nhìn Lâm Nhất, rồi chắp tay hành lễ với các trưởng lão. Lâm Nhất không thể hiện cảm xúc, hắn chợt nhớ ra. Có lẽ hai người này chính là rắc rối mà Liễu Vân Yên đã từng nhắc đến. Mạc Linh cùng đến à? So ra thì người mà Mạc Linh tiến cử vẫn tốt hơn nhiều, tu vi của hai người này có sự chênh lệch rất rõ ràng. Một người vừa thăng cấp lên âm huyền, một người đã đạt đến cảnh giới âm huyền tiểu thành đỉnh phong, thật ra thì cũng không có gì nhiều để mà so. Lại nói, Mạc gia thành U Châu có nội tình thâm hậu hơn nhiều so với đế quốc Đại Tần. Dù tu vi của hai người này tương đương thì e là Lâm Nhật cũng không phải đối thủ của Mạc Phong, sẽ thua rất thảm đấy. Mối quan hệ của Mạc gia và Thư viện Thiên Phủ cũng khá thân thiết, nếu chỉ có thể chọn một người làm chấp sự khách khanh thì ta thấy Mạc Phong sẽ phù hợp hơn. Rất nhiều người hướng mắt về phía Mạc Phong, vẻ mặt mang theo ý cười, thầm gật đầu. Ánh mắt Mạc Phong lóe lên tia đắc ý, hắn ta đã nắm chắc thắng lợi nên chẳng muốn để tâm đến Lâm Nhất nữa. Trái lại, Mạc Linh đứng bên cạnh hắn ta lại liếc nhìn Lâm Nhất vài lần. Tuy nhiên, không nhìn ra được bao nhiêu manh mối từ ánh mắt lạnh lùng kia. Tiền bối Đường Du, tuy Lâm Nhất xuất thân từ đế quốc Đại Tần, nhưng thực lực của hắn không hề thua kém Mạc Phong. Trong trận Long Môn tranh tài ở Đại Tần, hắn đã dùng hình thức địa ngục để quật khởi, chiến thắng rất nhiều đối thủ và giành được danh hiệu công tử táng hoa. Ở trận tranh đoạt Kim Liên Tử Hỏa, hắn đã dùng cảnh giới tử phủ để đánh bại đám người Phan Nhạc và Hàn Phi. Đối mặt với sự nghi vấn của phần đông các trưởng lão, Liễu Vân Yên đã trình bày với thái độ cực kỳ nghiêm túc. Đánh bại Phan Nhạc ư? Không thể nào. Cảnh giới bán bộ tử phủ mà đã có thể đánh bại đám người Hàn Phi thì quả thật khó tin. Nhưng nếu sự thật là thế, hắn dư sức đảm nhiệm vị trí khách khanh này. Có lẽ Liễu Vân Yên không nói dối. Ít nhất thì nàng ta đã thật sự lấy được Kim Liên Tử Hỏa. Tuy các trưởng lão vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng rõ ràng là sắc mặt bọn họ đã tốt hơn trước rất nhiều. Liễu Vân Yên, chỉ là vị trí chấp sự khách khanh mà thôi, cô không cần dở trò bị ổi như thế. Vậy mà lại có thể tâng bốc một tên rác rưởi đến từ đế quốc Đại Tần đến vậy, nếu ngự thư đường chỉ nghe một phía mà giao vị trí chấp sự khách khanh cho một kẻ không rõ lai lịch thì Mạc Phong ta không phục. Và Mạc gia cũng sẽ không phục. Mạc Phong vốn đang rất tự tin, nghe vậy, sắc mặt hắn ta tối sầm, lạnh giọng nói. Không phục, vậy ngươi nói xem, phải làm như thế nào ngươi mới chịu phục? Lâm Nhất vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng, ánh mắt hắn lóe lên tia sắc bén. Lời của Lâm Nhất không có gì quá đáng, thế nhưng vẻ mặt cười như không cười của hắn cùng với giọng điệu đầy khiêu khích lại khiến người khác không khỏi chấn động. Tên này lại chủ động khiêu khích Mạc Phong, đúng là lớn gan thật. Mạc Phong ngây ra như phỗng, hắn ta thật sự không nghĩ Lâm Nhất lại dám nói một cách tự tin như thế. Bỗng nhiên, hắn ta cười lạnh và nói, muốn người khác phục thì trừ phi ra tay chứng tỏ thực lực bản thân, chứ không phải nhờ người khác nói khoác thay mình. Nếu chỉ dựa vào cái miệng mà đã muốn trở thành chấp sự khách khanh của Thư viện Thiên Phủ thì quả thật có hơi qua loa rồi đấy. Những lời này khiến không ít trưởng lão thầm gật đầu. Từ trước đến nay, thế giới võ giả vẫn luôn dựa vào nắm đấm để nói chuyện, đạo lý là đạo lý, nhưng đến cuối cùng, kẻ mạnh sẽ là vua.
Đường Du cao thủ cảnh giới thiên phách đang ngồi ở vị trí trung tâm vẫn giữ thái độ bình tĩnh, không tỏ rõ lập trường. Thấy không có ai phản bác, Mạc Phong như được tiếp thêm sức mạnh, ngoài cười nhưng trong không cười, nói, ngươi cũng đừng nói ta ỷ vào thân phận người của Mạc gia mà khi dễ ngươi. Ai thắng thì vị trí chấp sự khách khanh sẽ là của người đó, còn thua thì, lập tức cút đi, đến từ đâu thì cút về đó, đừng để ta nhìn thấy ngươi một lần nào nữa. Sự tức giận ẩn sau thái độ mạnh mẽ này đã khiến không ít trưởng lão của thư viện bất ngờ. Tuy nhiên, ngẫm lại cũng đúng, Mạc Phong đến từ Mạc gia thành U Châu, là người được Mạc Linh tiến cử, vậy mà lại phải tranh giành cùng một thiếu niên đến từ đế quốc Đại Tần, e là đêm qua, khi biết việc này, hắn ta đã không phục. Hôm nay, gặp Lâm Nhất, lại còn bị đối phương khiêu khích, hiển nhiên, hắn ta đã sớm nổi giận. Ta tán thành cách này. Trước đây cũng không phải không có tiền lệ, nếu hai đệ tử cốt cán đồng thời tiến cử và không ai chấp nhận lùi bước, vậy thì cứ dùng thắng bại để phân định đi. Đúng vậy, nếu không đủ thực lực thì ngày sau bị làm nhục bên ngoài, há chẳng phải đánh mất thể diện của Thư viện Thiên Phủ sao? Các trưởng lão lần lượt tỏ thái độ, tất cả đều cảm thấy đề nghị này không tệ. Ngay cả Du trưởng lão cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nếu thật sự đánh thì một võ giả đến từ đế quốc Đại Tần sao có thể là đối thủ của nhân tài kiệt xuất đến từ Mạc gia? Huống chi tu vi còn có sự chênh lệch không nhỏ. Vân Yên, ý của cô như thế nào? Không đợi hắn lên tiếng, tiền bối Đường Du đã nhìn về phía Liễu Vân Yên, thấp giọng hỏi. Ta nghe theo Lâm Nhất. Liễu Vân Yên không làm chủ thay Lâm Nhất. Mạc Linh, cô cảm thấy thế nào? Đường Du lại quay sang nhìn cô gái có gương mặt lạnh lùng kia. Ta cũng muốn nghe xem hắn muốn như thế nào. Nếu hắn bằng lòng lùi bước thì ta có thể chấp nhận đền bù tổn thất. Dù sao thì khi ra tay, Đường ca của ta không biết nặng nhẹ, lỡ như làm vị tiểu bằng hữu này bị thương thì cũng không tốt lắm. Mạc Linh vẫn giữ thái độ lạnh lùng, thản nhiên nói. Lời của nàng ta mang ngụ ý Lâm Nhất chắc chắn sẽ thua. Quả thật rất kiêu ngạo. Soạt. Phút chốc, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Nhất. Trong mắt bọn họ, thái độ của Mạc Linh rõ ràng là đã nhượng bộ. Dù sao thì xác suất Lâm Nhất thua sẽ rất lớn, nếu chủ động rời khỏi, có thể nhận được một phần đền bù cũng xem như tốt lắm rồi. Nhận thua ư, ngại quá, dù cô đích thân ra tay thì ta cũng không nhận thua, huống chi là đường ca của cô. Còn về chuyện ra tay không biết nặng nhẹ, ta thật sự muốn lĩnh giáo xem đường ca của cô ra tay nặng cỡ nào đấy. Khí lạnh bao phủ khắp người Lâm Nhất, ánh mắt hắn lóe lên tia sắc bén, dường như lửa chiến cực nóng sẽ lập tức bùng lên, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Phút chốc, tất cả các trưởng lão ở Ngự Thư Đường đều cảm thấy khiếp sợ, bởi vì thái độ của người thiếu niên này có hơi ngông cuồng. Ngay cả Liễu Vân Yên cũng biến sắc. Khiêu khích Mạc Linh quả thật không phải một hành động thông minh. Đúng là lớn lối, nếu ngươi đã quyết định ra tay, vậy thì sẽ như ngươi mong muốn. Mạc Phong, chớ khiến ta mất mặt. Sắc mặt Mạc Linh thoáng chốc trở nên âm u, khí lạnh từ trên người nàng ta tỏa ra ngoài. Hề hề, Đường muội cứ yên tâm, ta sẽ khiến hắn phải hối hận cả đời vì những lời vừa rồi. Mạc Phong nở một nụ cười đầy khinh thường, vẻ mặt hắn ta vô cùng kiêu căng. Hoàn toàn không để Lâm Nhất vào mắt. Hai người di chuyển đến khoảng sân rộng phía trước Ngự Thư Đường, các trưởng lão cũng lục tục đi theo. Các đệ tử vô tình đi ngang qua đó đều tò mò dừng bước. Không ngờ lại có người đánh nhau trước Ngự Thư Đường, quả thật rất hiếm thấy. Ta đã thấy rất nhiều người từ những nơi nhỏ bé đi đến thành U Châu, bọn họ cũng ngông cuồng như vậy, nhưng kết cục tất cả đều bị dạy dỗ thê thảm. Chênh lệch nội tình giữa ta và ngươi lớn hơn rất nhiều so với những gì ngươi tưởng. Mạc Phong nhìn đối phương, thản nhiên nói. Nội tình chênh lệch. Lâm Nhất thầm cười lạnh, nếu với người thường thì những lời này của hắn ta không sai. Nhưng với một người tu luyện kiếm quyết thượng cổ, lại có được vô số kỳ ngộ như Lâm Nhất thì so về thực lực, quả thật đối phương không đáng để nhắc đến. Nếu hai vị đều đã quyết định, vậy thì Lão Phu sẽ tuyên bố về trận đấu này. Ai thắng sẽ giành được vị trí chấp sự khách khanh của Thư viện Thiên Phủ, nhận được sự đãi ngộ của đệ tử nội môn, tự do ra vào Thư viện. Trận này sẽ quyết đấu đến cùng.
Trước ngự thư đường, tiền bối Đường Du bình tĩnh nói. Nghe vậy, Lâm Nhất liền tiến lên một bước, Tử Phủ hệt như hồ nước cũng bắt đầu sao động bởi một bước này. Phút chốc, một luồng chân nguyên hùng hậu bộc phát, cùng với đó, khí thế nặng nề và sắc bén cũng tỏa ra từ trên người hắn. Khí thế kia mạnh hơn rất nhiều so với khi còn là một võ giả bán bộ Tử Phủ. Mặc Gia Phá Tinh Quyền. Cảm nhận được hơi thở của đối phương, ánh mắt Mặc Phong trở nên lạnh lẽo, ngay lập tức, hắn ta vung tay đánh ra một quyền. Âm thanh xé gió vang lên, một quyền này bắn ra tia lửa nóng rực, tốc độ lao đi cực nhanh, gần như trong chớp mắt đã đến trước mặt Lâm Nhất. Uy lực của nó quá lớn, ẩn chứa chân nguyên hùng hậu, cứ như có thể đánh nát một ngôi sao. Nhanh thật, không thể không nói, tên này quả thực là có chút thực lực, còn mạnh hơn rất nhiều so với Phan Nhạc và Hàn Phi. Nền tảng của Mặc Gia quả thực thâm hậu, nếu chỉ là cảnh giới âm huyền tiểu thành bình thường thì e là một quyền đã bại trận. Đáng tiếc, người mà hắn đụng phải lại là Lâm Nhất. Ánh sáng nóng rực bao trùm, quyền mang như thể đập tan vì sao trên trời đang không ngừng phóng to lên trong tầm nhìn của Lâm Nhất. Nhìn như có vẻ không hề cử động, giống như một giây sau đó Lâm Nhất sẽ bị quyền mang này nện trúng người. Nhưng thực tế thì trước ngực Lâm Nhất đã ngưng tụ xong ấn long tượng từ lâu, nó tựa như một ngọn lửa âm thầm tản ra, giống như hình xăm cổ xưa in lên làn da của hắn. Luồng khí tức hung bạo âm thầm sao động giống như ngọn lửa cháy hừng hực bên trong huyết mạch của hắn. Không hề có ý muốn rút lui co lại, đợi đến giây phút khi hình xăm này bao trùm hết cả cơ thể, năm ngón tay của Lâm Nhất siết chặt lại, nện ra một quyền đón đầu. Gào! Giây phút khi quyền mang đánh ra, có âm thanh long tượng khủng khiếp vang lên, trong một thoáng, người thiếu niên thanh tú này như thể thay đổi hoàn toàn, giống một con man thú cổ xưa hung bạo mà dữ tợn. Hai luồng quyền mang đáng sợ va đập mạnh vào nhau, khóe miệng Mặc Phong bỗng giật lên mấy hồi. Đáy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sức mạnh bao hàm trong quyền mang này thật là đáng sợ. Rầm. Trong âm thanh rung trời, khí thế hung hãn đánh về phía Mặc Phong, hắn ta ngay lập tức bị đánh bay ra ngoài, khi đáp xuống đất còn phải lui lại mấy bước. Cơn đau đớn khiến sắc mặt hắn ta trông tương đối khó coi. Cảm giác thế nào? Lâm Nhất khẽ nhướng mày, lạnh giọng cười nói. Ngông cuồng, ta chẳng qua hơi sơ ý mà thôi, lại lần nữa. Vẻ mặt Mặc Phong dữ tợn, rõ ràng là hắn ta không phục, sau tiếng hừ lạnh lùng, hắn ta lại bật người nhào lên không trung, quyền mang lạnh lẽo mà cáu kỉnh, tựa như một ngôi sao băng điên cuồng nện xuống người Lâm Nhất. Chỉ một thoáng mà đã nện ra hơn 90 quyền. Quyền mang ngập trời kia ầm ầm nện xuống. Mang đến một cảm giác áp bức khiến người ta khó mà hô hấp được bình thường. Không phục à? Lại lần nữa thì lại lần nữa. Khóe miệng Lâm Nhất khẽ cong lên ý cười, hai tay giao nhau, 10 ngón tay nhảy múa. Có một nguồn sức mạnh cổ xưa mà bá đạo đang dần được hình thành, đồng thời chân nguyên ảo ạt trong cơ thể tràn ra, khiến đôi bàn tay hắn phát ra ánh sáng màu trắng bạc, một luồng khí thế khủng khiếp như cơn cuồng phong bung ra. Kim cương ấn, phá không ấn, phục ma ấn. Từng loại ấn ký dần được hình thành, không ngừng xếp chồng lên nhau, khí thế trên người Lâm Nhất càng lúc càng trở nên khủng bố. Đợi đến giây phút khi tứ ấn hợp nhất, trên người Lâm Nhất bỗng bùng lên thanh uy khiến người nghe khiếp sợ, nếu chư Phật hiện thân đầy cả một bầu trời có lẽ cũng chỉ như vậy mà thôi. Loại thanh uy này quá mức đáng sợ, vẻ mặt Mặc Phong giữa không trung rõ ràng đã thay đổi. Chân nguyên trong cơ thể bỗng ảo ạt tràn vào quyền mang mà mình đánh ra. Phá tinh quyền, quần tinh giáng xuống. Quyền mang ngập trời ập đến, trong một thoáng khi chân nguyên rót vào, quang mang nóng bức bung nở, từng luồng sóng nhiệt ngập trời quét tới. Vẻ mặt Lâm Nhất vẫn không hề thay đổi, vào giây phút khi tứ ấn chồng lên nhau hắn liền nện ra một quyền. Uỳnh ầm ầm. Âm thanh nổ tung khủng khiếp vang lên không dứt. Quảng trường phía trước ngự thư đường bỗng chấn động. Ai cũng không thể ngờ được, hai người này giao đấu lại tạo ra dư âm kinh khủng như vậy. Các sát chiêu của hai người quấn lấy nhau khiến luồng dư âm càng lúc càng trở nên đáng sợ. Đúng vào lúc một số trưởng lão đang do dự có nên ra tay ngăn cản hai người này lại hay không. Trong không trung bỗng phát ra ánh sáng màu bạc vô cùng chói mắt, ngay sau đó luồng sáng bạc dần dần khuếch tán.
tiếp đó dưới luồng sáng bạc này, tất cả quyền mang bỗng vỡ nát tan tành. Phụt! Khóe miệng Mạc Phong rỉ ra một dòng máu tươi, từ trên không trung rơi mạnh xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Vẫn không phục à? Lâm Nhất mặc áo sam xanh, vững vàng đáp xuống đất, nhìn về phía đối phương khẽ nói. Muốn chết! Mạc Phong nổi cơn thịnh nộ, không tiếp tục kiềm chế nữa, chân nguyên khắp người sao động không ngừng. Khí thế điên cuồng khiến bầu không khí xung quanh cũng sao động theo, tia chớp trên trời chớp lóe liên tục. Đến hay lắm! Mắt thấy đối phương điên cuồng như vậy, Lâm Nhất chỉ cười nhạt sau đó tùy ý đón đầu. Huỳnh huỳnh huỳnh! Hai bóng mở giao nhau trên khu đất trống, lấy quyền đấu với quyền, không nhượng bộ không kiêng dè. Hầu như chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể, chỉ chớp mắt, hai người mỗi người đã tung ra mấy trăm quyền. Âm thanh do quyền mang phát nổ gây ra hệt tiếng sấm, vang vọng khắp bên ngoài ngự thư đường, chấn động cả màng nhĩ. Phụt! Lại hơn 10 quyền nữa được tung ra, có một bóng người bay ngược ra ngoài, miệng nôn máu tươi, một chân quỳ gối trên đất. Mọi ánh mắt đổ dồn qua, ai nấy mặt đều biến sắc. Là Mạc Phong, lại là Mạc Phong. Hắn ta đã bị đánh lui 3 lần, mà lần sau còn thảm hơn cả lần trước. Mặt của rất nhiều trưởng lão luôn ủng hộ hắn đều biến sắc. Còn về Mạc Linh, sắc mặt nàng ta đã thay đổi từ lâu, bây giờ trông nó cực kỳ khó coi. Đáng ghét, ta không tin không thắng được ngươi. Liên tiếp thất bại mấy lần, khiến Mạc Phong không thể chấp nhận được, hắn ta đường đường là con cháu dòng chính của Mạc gia, sao lại không bằng cả một tên vô dụng của đế quốc Đại Tần. Đủ rồi. Nhưng khi hắn ta vừa mới đứng dậy, chỉ thấy thiếu niên kia lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt sắc lạnh như băng chừng hắn. Keng! Kiếm âm réo rắt bùng lên trong cơ thể thiếu niên, tiên thiên kiếm ý bỗng được tế ra, dưới ánh mắt này, kiếm uy rào rạt mà bá đạo lập tức đánh văng cơ thể của Mạc Phong vừa mới đứng dậy. Tiên thiên kiếm ý! Cảm nhận được luồng kiếm uy cương trực mà bá đạo trên người thiếu niên này khiến tất cả các trưởng lão đều giật mình kinh hãi. Đến cả Mạc Linh cũng ngạc nhiên đến mức không khép được miệng lại. Duy chỉ có Liễu Vân Yên là đang nở một nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt xinh đẹp. Nhìn Mạc Phong đang giãy giụa đứng dậy, Lâm Nhất lạnh lùng nói, nếu như ngay từ đầu ta đã dùng tiên thiên kiếm ý thì Mạc Phong ngươi còn chẳng tiếp nổi ba chiêu của ta. Ta đã giữ thể diện cho ngươi rồi, nếu ngươi vẫn còn tiếp tục ngoan cố thì đừng trách ta không khách khí nữa. Đáng chết! Lời của Lâm Nhất giống như một con dao cắm thẳng vào tim Mạc Phong, từng dao sỉ nhục hắn ta, khiến hắn ta không dám cãi lại. Nửa ngày sau hắn ta mới không tình nguyện, nghiến răng nói ra ba chữ ta thua rồi. Vậy thì cút đi, còn mong các hạ giữ lấy lời hứa, như ngươi đã nói, từ nay trở đi đừng để ta phải nhìn thấy ngươi nữa. Lâm Nhất rút lại kiếm uy, hờ hững nói. Lời vừa dứt. Sắc mặt của Mạc Linh và Mạc Phong đồng thời đen xì. Kết quả trận đấu khiến người ta khá bất ngờ, ai cũng không đoán được người thua cuộc lại sẽ là Mạc Phong. Con cháu dòng chính của Mạc gia với cảnh giới âm huyền tiểu thành mà cũng không chiếm được chút lợi nào trong tay Lâm Nhất. Sau khi Lâm Nhất thi triển tiên thiên kiếm ý thì trong đáy mắt tất cả mọi người mới lộ ra vẻ đã hiểu. Ánh mắt nhìn về phía thiếu niên này cũng trở nên hết sức ngỡ ngàng. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã nắm được tiên thiên kiếm ý, kiếm đạo thiên phú ở bậc này, cho dù tính cả trong U Châu Thành này cũng vô cùng hiếm có. Chẳng qua, sau khi đánh bại Mạc Phong, lời nói của Lâm Nhất này không khỏi hơi ngông cuồng một chút. Trước mặt Mạc Linh lại bảo Mạc Phong cút đi, lá gan của hắn quả thực không hề nhỏ. Trái lại Liễu Vân Yên lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, từ đầu đến cuối không hề tỏ ra chút dao động nhỏ nào. Một Lâm Nhất mới ở cảnh giới bán bộ tử phủ lại có thể đánh bại nhóm người Hàn Phi liên thủ với nhau. Nếu sau đây hắn luyện hóa kim liên tử hỏa để thăng cấp lên cảnh giới tử phủ thì thực lực không biết sẽ tăng tiến thêm bao nhiêu nữa, chỉ e khó mà có thể tìm được đối thủ trong cùng cảnh giới âm huyền tiểu thành. Mạc Phong này mặc dù có nền tảng không tệ, thực cũng không kém. Nhưng rõ ràng so với Lâm Nhất mà nói thì còn thua xa. Trừ phi nhân tài yêu nghiệt của Mạc gia hắn tới thì còn tạm được. Chỉ một con cháu dòng chính thông thường thôi mà muốn dẫm Lâm Nhất dưới chân thì suy nghĩ này không khỏi quá ngây thơ rồi.
Còn về vẻ ngông cuồng khiến người ta bất ngờ này của Lâm Nhất thì Liễu Vân Yên đã được làm quen từ lâu rồi. Mạc Phong mấy lần sỉ nhục Lâm Nhất, mở miệng ngậm miệng đều nói hắn là tên vô dụng của đế quốc Đại Tần. Nhưng bản thân lại chẳng có chút bản lĩnh nào, sau khi thua dưới tay Lâm Nhất thì hắn làm sao mà ra vẻ tử tế với hắn ta cho được. Thằng nhóc này. Trong ngự thư đường có mấy vị trưởng lão nòng cốt đứng bên cạnh tiền bối Đường Du, đáy mắt bọn họ đều khó nén nổi vẻ ngạc nhiên và chấn động, vẻ mặt bọn họ lại như có điều suy nghĩ tính toán gì đó. Sau màn giao đấu này, thực lực của Lâm Nhất quả thực khiến người ta phải mở mang tầm mắt. Cho dù không có tiên thiên kiếm ý thì nhịp độ trận đấu cũng bị Lâm Nhất dẫn dắt và khống chế dễ dàng. Khi tiên thiên kiếm ý được tế ra, gần như không hề bất ngờ mà nghiền nát đối thủ, khiến người ta phải nghẹn thở. Giữa Lâm Nhất và Mạc Phong, ai phù hợp làm khách khanh của ngự thư đường hơn, vừa nhìn đã rõ. Khả năng không bằng người, tại hạ tâm phục khẩu phục, nhưng Lâm Nhất ngươi không khỏi ức hiếp người quá đáng quá. Cái gì gọi là lập tức cút đi, thư viện thiên phủ này do ngươi mở chắc. Mạc Phong đen xì mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Tuổi còn trẻ mà lại ngông cuồng như thế, cái tính này của Lâm công tử thực khiến Mạc Linh phải nhìn bằng cặp mắt khác, bái phục bái phục. Mạc Linh ở một bên bỗng mở miệng cạnh khóe, đầu mày nhướn lên, ánh mắt hung hăng nhìn về phía Lâm Nhất. Bỗng nhiên, một luồng uy áp khủng khiếp cuồn cuộn ập về phía Lâm Nhất. Khí thế cảnh giới âm huyền đại thành kết hợp với một luồng uy lực linh văn vô cùng huyền diệu lập tức ập lên người Lâm Nhất. Lâm Nhất khẽ nhíu mày, trong lòng thầm giật mình ngạc nhiên, người phụ nữ này có tu vi thật đáng sợ. Cảnh giới âm huyền đại thành đỉnh phong. E là đã sắp thăng cấp lên cảnh giới âm huyền viên mãn rồi, ngoài ra, luồng uy áp thuộc về linh văn kia lại càng khiến người ta phải kiêng dè. Chúng ta cứ chờ đó mà xem. Vẻ mặt Mạc Linh bất thiện, nhìn sâu vào Lâm Nhất sau đó xoay người rời đi. Linh muội, cứ bỏ qua vậy sao? Mạc Phong có chút không cam tâm nói. Nói ít đi, còn chưa đủ xấu mặt sao? Mạc Linh chẳng thèm để tâm đến hắn. Tự mình đi thẳng ra ngoài không thèm quay đầu lại. Đáng ghét. Vẻ mặt Mạc Phong đầy bất đắc dĩ, lầm bầm chửi một câu xong cũng xoay người rời đi. Từ nay về sau, ngươi chính là chấp sự khách khanh của Thư viện Thiên Phủ, chấp sự sẽ được hưởng quyền lợi của đệ tử nội môn. Nếu muốn tiến thêm một bước để hưởng quyền lợi của đệ tử nòng cốt thì phải trở thành khách khanh trưởng lão mới được. Vân Yên, sắp xếp một chỗ ở cho hắn ở Linh Mộc Phong. View. Lời của tiền bối Đường Du vừa mới nói xong, một lệnh bài màu trắng liền bay qua, Lâm Nhất đưa tay bắt lấy. Mặt chính của lệnh bài khắc hình linh hạc màu trắng, mặt trái dùng linh văn viết hai chữ chấp sự, khó mà có thể làm giả được. Đa tạ tiền bối Đường Du. Dùng ánh mắt nhìn lão giả cảnh giới thiên phách kia rời đi, Lâm Nhất chắp tay tiễn ông ta. Không bao lâu sau. Những trưởng lão sau khi đánh giá Lâm Nhất vài lần thì cùng lần lượt rời đi, trái lại chẳng có ai chủ động đi lên nói chuyện với hắn. Đợi cho đến khi tất cả mọi người đã đi hết, Liễu Vân Yên cười tủm tỉm nói, ta nói Lâm Nhất hả, lá gan của ngươi cũng lớn ghê á, vừa mới đến Thư viện Thiên Phủ ta ngày đầu tiên mà đã đắc tội với Mạc Linh sư tỷ rồi. Cô biết tính của ta, người không phạm ta thì ta cũng sẽ không gây sự với người. Mạc Phong này nếu như đã chọc vào ta thì còn mong ta sẽ có thái độ tử tế với hắn chắc. Lâm Nhất cười nhẹ, không hề hối hận. Cái gọi là tôn trọng phải đến từ hai phía, nếu như thực lực của đối phương đủ mạnh thì hắn chẳng có gì để nói. Nhưng một tên vô dụng còn chẳng tiếp nổi ba chiêu của hắn cũng dám ăn nói cản rỡ trước mặt hắn, vậy thì đừng trách hắn không khách sáo. Đi, ta đưa ngươi đi Linh Mộc Phong, chúng ta vừa đi vừa nói. Liễu Vân Yên cười cười, không tiếp tục nói về chủ đề này nữa. Ta nói cho ngươi nghe, thực lực của Mạc Linh sư tỷ này xếp hàng thứ 5 trong số đệ tử nòng cốt. Nếu như chỉ luận về khả năng vẽ linh văn thì chẳng có ai bì kịp, ngày thường sẽ hướng dẫn và dạy chúng ta linh văn, thậm chí đến một số trưởng lão trong thư viện cũng không bằng được nàng ta. Chẳng qua, đây cũng không phải là chỗ đáng sợ nhất của nàng ta. Nhắc đến Mạc Linh sư tỷ. Vẻ mặt Liễu Vân Yên trở nên vô cùng nghiêm túc, mang đầy vẻ kính nể. Còn có lai lịch gì? Thấy đối phương đang nói lại ngừng, Lâm Nhất tò mò hỏi. Lâm Nhất,
ngươi từng nghe nói đến thần thông chưa? Thần thông? Xem ra là ngươi không biết, e là ở Lăng Tiêu kiếm các cũng chẳng có mấy nhị phẩm huyền sư, ngươi không biết cũng không có gì lạ. Thần thông gần như một loại võ kỹ mà võ giả tu luyện, nhưng nó khác với võ kỹ ở chỗ, nó là một môn linh văn chuyên dùng để thôi thúc sát chiêu. Uy lực khi kết hợp với võ kỹ lại càng khác biệt, cho dù là tiểu thần thông yếu nhất thì khi được người có cảnh giới âm huyền tiểu thành sử dụng cũng có thể dễ dàng đánh trọng thương người thuộc cảnh giới dương huyền. Lâm Nhất nghe vậy thì trong lòng chấn động không thôi. Thế lại là khái niệm gì? Nắm được tiểu thần thông yếu nhất đã có thể đánh trọng thương người thuộc cảnh giới dương huyền, rõ là không thể tin nổi. Bá kiếm bôn lôi trảm điện mà hắn tu luyện đã đủ trái với lẽ trời rồi, nhưng để nói đánh trọng thương người có cảnh giới dương huyền. Lâm Nhất nghĩ ngợi một hồi, vẫn cảm thấy điều này là không thể. Ít nhất tu vi của mình phải đạt đến sau âm huyền đại thành hoặc là phải luyện bôn lôi trảm điện đến cảnh giới viên mãn thì may ra mới có được chút khả năng đó. Bây giờ, đến cảnh giới âm huyền tiểu thành cũng chẳng có chút cơ hội nào. Gặp phải cao thủ cảnh giới dương huyền thì ngoài việc bỏ chạy ra nào dám mơ mộng hão huyền gì nữa. Lâm Nhất cười tủm tỉm nói như vậy, thực lực của Mạc Linh sư tỷ kia chẳng phải. Không sai, cho dù là yêu nghiệt cảnh giới huyền dương đại thành thì cũng không dám làm càn trước mặt nàng ta. Liễu Vân Yên như cười như không nhìn về phía Lâm Nhất, mong chờ nhìn thấy phản ứng của hắn. Hay lắm, giờ thì ta đã chọc vào một vị sát thần rồi à? Lâm Nhất sờ sờ mũi, cười khổ một tiếng than thở, ta nói Liễu cô nương, sao cô không nói trước cho ta biết chứ, lần này xem ra còn phiền phức hơn rồi. Táng Hoa công tử ngông cuồng cỡ nào chứ, tiểu nữ tử không dám đụng vào uy phong của công tử. Mối quan hệ giữa hai người đã thân thiết hơn trước nhiều, Liễu Vân Yên nói đùa trêu chọc hắn. Lâm Nhất biết nàng ta đang trêu chọc mình, chỉ bất đắc dĩ cười mà không thể phản bác lại. Ngươi cũng đừng quá lo lắng, với tính cách của sư tỷ, ngày hôm nay mặc dù nổi giận với ngươi nhưng cũng sẽ không thực sự làm gì ngươi. Nhiều nhất là nhìn ngươi ngứa mắt, tìm cách xả giận một chút rồi thôi. Vẻ mặt Liễu Vân Yên nghiêm túc hơn rất nhiều, an ủi Lâm Nhất. Nhưng ánh sáng trong đáy mắt lại lấp lánh, rõ ràng mang vẻ vui sướng khi thấy người gặp tai họa, ý cười không hề giảm đi. Được rồi, việc này tạm thời không nhắc đến nữa. Cô nói cho ta biết về thần thông đi, ta trái lại thực sự chưa từng được nghe đến nó. Việc đắc tội với Mạc Linh tạm thời không nghĩ ra biện pháp giải quyết, Lâm Nhất cũng chỉ đành phải để sang một bên. Tính tình của hắn tùy ý, cũng không thực sự quá để tâm đến chuyện này. Trái lại, hắn rất hứng thú đối với thần thông mà Liễu Vân Yên nhắc đến, sự chấn động trong lòng khó mà dùng ngôn từ để diễn tả được. Thần thông phân thành 3 cấp, tiểu thần thông, đại thần thông và vô thượng thần thông, được sinh ra trong thời kỳ thịnh thế hoàng kim. Thuật thần thông trong thời kỳ thịnh thế hoàng kim vô cùng đặc sắc, đủ để sinh ra hàng ngàn loại thần thông khác. Nhưng sau khi thời kỳ thịnh thế hoàng kim bị hủy diệt thì đã có rất nhiều bản bị thất truyền hoặc bị bỏ sót, đến nay số lượng thần thông nằm trong tay các đại thế lực đã vô cùng ít ỏi. Liễu Vân Yên thoáng ngừng rồi khẽ giọng nói, thư viện thiên phủ của chúng ta cho dù tính trên cả cổ vực Nam Hoa này cũng được coi là có chút danh tiếng, nhưng cũng chỉ nắm được 10 loại tiểu thần thông. Trên tiểu thần thông còn có đại thần thông, về đại thần thông thì cho dù có là thế lực bá chủ cũng rất hiếm có được, còn về vô thượng thần thông, e là chỉ có những nơi thánh địa cổ xưa thì may ra mới có được. Thấy Lâm Nhất nghe đến xuất thần, ngẩn ra không nói gì, Liễu Vân Yên cười nói. Nhưng mà ta cũng biết sơ sơ một chút, Mạc Linh sư tỷ hẳn là biết nhiều hơn. Không phải chứ, cô và nàng ta đều là tam phẩm huyền sư mà lại khác biệt lớn như thế sao? Lâm Nhất lộ vẻ ngạc nhiên nói. Liễu Vân Yên trịnh trọng gật đầu, rất lớn, ta chẳng qua miễn cưỡng được coi là tam phẩm huyền sư, mới học được 2 đạo linh văn tam phẩm. Còn Mạc Linh sư tỷ thì có lẽ ít nhất phải nắm được 10 đạo linh văn tam phẩm. Nếu không thì cũng không tu luyện thành tiểu thần thông được rồi. Cho dù là tiểu thần thông, muốn tu luyện thành công cũng là việc vô cùng khó khăn. Có rất nhiều trưởng lão lãng phí hơn 10 năm khổ luyện mà vẫn không thể nhập môn, như vậy ngươi đã biết yêu cầu về thiên phú của thần thông khủng khiếp cỡ nào rồi chứ? Con đường tu đạo linh văn minh mông vô tận, tam phẩm huyền sư mới chỉ miễn cưỡng được coi như nhập môn.
dưới tam phẩm thì kỳ thực còn chẳng thể gọi là huyền sư. Lâm Nhất khó hiểu hỏi, tại sao? Liễu Vân Yên cười thần bí, thì thầm, ngươi nếu như có thể trở thành tam phẩm huyền sư thì sẽ biết thôi, chẳng qua tam phẩm huyền sư không có dễ vậy đâu, ngươi e là phải đợi rất lâu nữa mới có thể biết được. Tam phẩm huyền sư mới được coi là nhập môn. Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, đối với thư viện thiên phủ này càng lúc càng có hứng thú hơn. Trước đây khi ở Lăng Tiêu Kiếm Các, tầm nhìn của hắn quả thực là có chút nông cạn, hắn không biết được con đường tu đạo linh văn này còn có bao nhiêu bí mật chờ hắn đến thăm dò, tìm hiểu nữa đây. Hắn bây giờ cũng coi như hơi hiểu ra một chút, vì sao mà từ đầu đến cuối hắn đều không thể lĩnh ngộ được hổ khứu tường vi đồ rồi. Trong lĩnh vực linh văn này hắn vẫn còn quá non nớt, có khác gì những đứa trẻ mới bập bẹ tập nói đâu. Đây chính là Linh Mộc Phong, linh khí ở đây dồi dào, bên ngoài có rất ít nơi có thể sánh được. Đệ tử nội môn thông thường không được phép vào đây ở đâu, ngoại trừ khách khanh thì chính là đệ tử nòng cốt mới được vào. Hai người đến bên cạnh một ngọn núi nguy nga hùng vĩ, linh khí như mây mù bao phủ trước đỉnh núi, Liễu Vân Yên khẽ giọng nói. Quả thực là một nơi tốt. Lâm Nhất khẽ hít sâu một hơi, liền cảm thấy cả người thoải mái, tinh thần tỉnh táo, như thể mặt nước tử phủ màu bạc thoáng xuất hiện chút sao động nhẹ. Linh khí ở chỗ này dày đặc như vậy, thực khiến người phải tặc lưỡi than thở. Đó là đương nhiên, cho dù là nơi bảo địa bị Mạc gia chiếm cứ thì cũng không thể sánh được với Linh Mộc Phong này. Mạc Phong muốn đến thư viện làm khách khanh. Có quá nửa nguyên nhân trong đó là vì nhìn chúng ngọn núi này, cho nên ngươi phải trân trọng nhé. Liễu Vân Yên nhìn về phía núi này, âm điệu mang đầy vẻ cảm khái nói. Bây giờ nàng ta đã trở thành đệ tử nòng cốt, cũng có tư cách để tu luyện trong ngọn núi này. Lúc Lâm Nhất và Liễu Vân Yên đi về phía Linh Mộc Phong, bọn họ lại không hề để ý tới có hai ánh mắt từ tầng trên cùng của ngự thư đường đang quan sát bóng lưng bạn họ. Nếu như Lâm Nhất ở lại lúc này, e là sẽ phải khá ngạc nhiên. Chủ nhân của hai ánh mắt này, trong đó có một người là tiền bối Đường Du, người có quyền quyết định của ngự thư đường, người còn lại chính là sư tôn của Kiều Vân Yên, Dụ Mộc Trưởng lão, thằng nhóc thú vị, nếu ta nhớ không nhầm thì hắn mới có 18 tuổi thôi nhỉ. Bỗng nhiên, đáy mắt tiền bối Đường Du lóe lên vẻ khác lạ, sau đó nói ra một câu chẳng đầu chẳng cuối. Dụ Mộc thoáng ngây ra. Ngay sau đó ngạc nhiên đáp, Đường sư huynh, chẳng lẽ có suy nghĩ gì? Nhưng thằng nhóc này dù gì cũng đến từ đế quốc Đại Tần, nền tảng kém hơn nhiều so với những người khác. Ta không nghĩ xa như thế, nhưng Lâm Nhất này quả thực đáng để chú ý đến hắn. Chẳng qua là, dù Mộc sư đệ có chút coi thường Lăng Tiêu Kiếm Các rồi, ha ha, Lăng Tiêu Kiếm Các này không có đơn giản như vậy đâu. Năm đó khi nó còn ở thời điểm thịnh vượng nhất đủ để khiến cho chín đại bá chủ đều không dám khinh thường. Cho dù bây giờ đã lụn bại rồi thì cũng có hai kẻ mạnh cảnh giới thiên phách trấn thủ. Tiền bối Đường Du hờ hứng cười nói. Không thể nào. Đáy mắt Du Mộc thoáng vẻ giật mình, một tông môn của đế quốc hạng trung trong thành U Châu lại có được hai kẻ mạnh cảnh giới thiên phách. Không phải hơi khoa trương sao? Cho dù là thư viện thiên phủ thì kẻ cạnh cảnh giới thiên phách cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay của một bàn tay mà thôi. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc thư viện coi trọng linh văn hơn, những kẻ mạnh cảnh giới thiên phách của những thế lực bá chủ khác đều nhiều hơn một chút. Nhưng dù vậy, Lầu Tàn Kiếm là nơi có nhiều kẻ mạnh cảnh giới thiên phách nhất thì cũng chẳng thể nhiều hơn đầu ngón tay của hai bàn tay. Còn về Huyền Dương Điện, một trong chín đại bá chủ thì rõ là không thể so sánh được. Huyền Dương Điện này mặc dù đang trên đà suy thoái, nhưng trong điện lại có những kẻ mạnh khủng bố vượt qua cả cảnh giới thiên phách, chỉ dựa vào việc này thôi đã đủ để bọn họ dễ dàng đàn áp năm thế lực chuẩn bá chủ. Chẳng có gì là không thể cả, nếu như thực sự tính kỹ một chút thì lai lịch của Lăng Tiêu Kiếm Các cũng không hề kém hơn so với chín đại bá chủ. Tiền bối Đường Du trầm ngâm một thoáng, sau lại nói tiếp, mặc kệ ra sao, Lâm Nhất này quả thực đáng để quan tâm đến hắn. Ông hãy âm thầm dặn dò bên dưới, dù gì, thư viện thiên phủ của ta cũng không thể thua được nữa, không thể bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Lời của lão giả dường như đề cập đến một việc xưa nào đó, vẻ mặt của tiền bối Đường Du cũng vì thế mà tối lại. Sư huynh đã nói như thế rồi, ta đương nhiên sẽ làm theo. Chỉ cần chú ý một chút là được rồi,
không cần phải cố ý quan tâm quá, ta chỉ là muốn xem tiềm năng của thằng nhóc này đến đâu mà thôi. Hiểu rồi. Cùng lúc đó, Lâm Nhất vẫn còn chưa biết mình bị người ta nhắm trúng, hắn cùng với Liễu Vân Yên đồng thời lên đến Linh Mộc Phong. Nói là một ngọn núi, trên thực tế Linh Mộc Phong này cực kỳ rộng lớn, khoảng cách giữa nơi ở của đệ tử và khách khanh cách nhau khá xa. Soạt. Đúng vào lúc hai người lên đến đỉnh núi liền có vô số ánh mắt đổ dồn về phía bọn họ. Dù gì người có thể vào ở trong Linh Mộc Phong này không nhiều, bọn họ đã khá quen thuộc với khí tức của nhau, mỗi lần có người mới bước vào đều sẽ có người đến vây quanh xem. Liễu Vân Yên. Nàng ta cũng đã trở thành đệ tử nòng cốt rồi à, tiến bộ nhanh thật, ta nhớ là tu vi của nàng ta còn chưa đạt đến cảnh giới Huyền Âm Đại Thành mà. Tu vi mặc dù không cao, nhưng nàng ta cũng chỉ mới 20 tuổi, hơn nữa nghe nói đã là tam phẩm huyền sư, trái lại cũng có tư cách để trở thành đệ tử nòng cốt. Trong rất nhiều ánh mắt, có một ánh mắt đặc biệt nóng bỏng nhìn về phía Liễu Vân Yên. Thân là đệ nhất mỹ nữ của Thư viện Thiên Phủ, ngày thường Liễu Vân Yên cũng chẳng ít gặp phải những ánh mắt kiểu này, chẳng qua sự nóng bỏng trong ánh mắt kia lại gần như mang vẻ điên cuồng. Chủ nhân của ánh mắt đó là một thanh niên áo đen dung mạo khôi ngô tuấn tú, dáng vẻ khá gầy, hai mắt gần như lõm xuống. Lúc không cười thì mang đến cảm giác vô cùng âm u. Khi ánh mắt của hắn ta chạm đến Lâm Nhất thì vẻ nóng bỏng kia ngay lập tức biến thành âm u lạnh lẽo, hắn ta lạnh lùng nói, thằng nhóc này là ai? Một thanh niên áo xám bên cạnh hắn ta khẽ cười đáp, Dương sư huynh, vẫn nhớ nhung mãi không quên được Liễu sư muội à. Tiểu tử áo xám xanh này tên là Lâm Nhất, đến từ đế quốc Đại Tần, nghe nói Liễu Vân Yên có thể trở thành đệ tử nòng cốt phần nhiều công lao là do hắn. He he, hơn nữa tính khí còn khá là ngông cuồng, vì để trở thành khách khanh mà không nói đến việc đã đánh bại Mạc Phong, còn ở trước mặt Mạc Linh sỉ nhục Mạc Phong nữa. Ố! Khi nghe thấy lời của thanh niên áo xám này, trong đáy mắt người thanh niên họ Dương này bỗng lóe lên vẻ khác lạ, ngay sau đó cười nói. Thằng nhóc thú vị, chẳng qua tốt nhất hắn đừng có ngáng đường của ta không có dễ tính giống như Mạc Linh sư tỷ đâu. Lời vừa dứt, đáy mắt hắn ta liền lộ ra vẻ âm hiểm tàn nhẫn, khiến người thanh niên áo xám đứng cạnh thoáng vẻ kiêng dè. Trong lòng lại thoáng mặc niệm cho Lâm Nhất, tiểu tử này có lẽ cảm thấy việc mình trở thành chấp sự khách khanh thì những ngày tháng sau này sẽ tốt đẹp rồi. Nhưng đầu tiên là mạo phạm Mạc Linh, giờ lại bị Dương Hùng sư huynh nhắm trúng. E là chỉ không cẩn thận một chút thôi thì sẽ có hậu quả vô cùng khó coi. Có thể tiếp tục ở lại đây hay không cũng là một vấn đề. Lưng chừng núi của Linh Mộc Phong, ở một nơi mây mù dày đặc, Liễu Vân Yên dừng chân lại khẽ cười nói, đến rồi. Đến rồi. Trong mắt Lâm Nhất thoáng vẻ nghi hoặc, đưa tầm mắt qua nhìn một lượt không hề trông thấy có bất kỳ vết tích của căn nhà nào. Rót một chút chân nguyên của ngươi vào lệnh bài chấp sự trong tay ngươi thử xem. Trên mặt Liễu Vân Yên lộ ý cười nhàn nhạt, tỏ ý bảo Lâm Nhất lấy lệnh bài chấp sự khách khanh của mình ra. Nghe theo lời nàng ta, Lâm Nhất rút lệnh bài ra rót một chút chân nguyên vào bên trong. Quỳnh! Thình lình cuồng phong nổi lên, thổi bay mây mù, một tiểu viện nhỏ vô cùng độc đáo và yên tĩnh từ từ xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Nhất, rõ là thần kỳ. Trước đó, dưới lớp mây mù mờ ảo, hắn hầu như không thể phát giác ra được sự tồn tại của tiểu viện này. Bất luận là tầm mắt hoặc là cảm nhận của cơ thể võ giả đều không thể phát giác ra được. Viện của khách khanh và đệ tử nòng cốt đều có linh trận bảo vệ, không chỉ kín đáo mà còn tương đối an toàn. Người ở bên trong đó, bất luận là tu luyện võ kỹ gì, gây ra động tĩnh lớn đến đâu. Người ngoài có muốn thăm dò hay nghe ngóng thế nào thì cũng không thể tìm ra được chút vết tích nào. Liễu Vân Yên khẽ cười giải thích cho Lâm Nhất. Trái lại cũng không tệ. Kín đáo bí mật như vậy rất hợp với ý của Lâm Nhất, gật gật đầu nhìn về phía Liễu Vân Yên nói, cô ở chỗ nào, nếu có thời gian rảnh ta đi tìm cô. Nơi ở của nữ sao có thể tùy tiện nói cho ngươi biết, nhưng mà nếu tâm trạng của ta tốt thì có lẽ sẽ chủ động đến tìm ngươi. Liễu Vân Yên nở một nụ cười sáng lạn, lời vừa dứt liền xoay người rời đi. Chẳng cho Lâm Nhất một cơ hội giải thích, khiến hắn cười khổ mãi. Hắn vô cùng bất lực lắc đầu nói, ta chẳng có ý đồ bất chính gì đâu,
chỉ là muốn nghe ngóng nhiều hơn về phương diện linh văn mà thôi. Nhưng mà hắn đoán chừng Liễu Vân Yên cũng chỉ cố ý trêu đùa mình thôi. Nữ nhân này trong lòng luôn che giấu tâm sự, nàng ta sẽ không xem trọng chuyện tình cảm nam nữ. Bước vào bên trong viện, Lâm Nhất thoải mái ngẩng đầu nhìn về một phương hướng nào đó, sau đó lại kích hoạt lệnh bài chấp sự. Màn sương mù lại bao phủ như cũ, chẳng qua Lâm Nhất ở sâu bên trong đó lại không hề bị ảnh hưởng. Linh trận được bố trí trong viện này trái lại khá là kỳ diệu. Lâm Nhất đi dạo một vòng trong viện, chỗ ở này không những yên tĩnh mà cách bố trí cũng tương đối hoàn thiện. Có diễn võ trường chuyên dùng để cá nhân tu luyện võ kỹ, có thư phòng chuyên dùng để tu luyện linh văn, có tụ linh trận chuyên dùng để tu luyện, quả thực ứng với câu chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng lục phủ đều đủ cả. Sau khi đi hết một vòng, Lâm Nhất đi đến tụ linh trận. Thoáng cảm nhận một lượt, trong mắt thiếu niên khó nén được vẻ hưng phấn, nơi này linh khí nồng đậm vượt xa so với tưởng tượng của hắn. Ở trong tụ linh trận tu luyện đủ để sánh được với linh ngọc tam phẩm. Nghĩ đến đây liền cảm thấy thực là đáng sợ, đây mới chỉ là ở lưng chừng núi thôi, nếu như lên đến đỉnh núi thì linh khí còn dồi dào đến bậc nào nữa. Không hổ là thế lực cấp chuẩn bá chủ. Chỉ nơi nhỏ bé thế này mà đã có thể thấy được nền tảng của nó thâm hậu cỡ nào. Ngay lập tức Lâm Nhất không hề lãng phí thời gian, khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại bắt đầu khổ tu. Theo sự vận chuyển của kiếm quyết, mặt đất phạm vi trăm mét xung quanh chỗ hắn ngồi có một đóa tử diên hoa màu bạc đang dần bung nở. Ào! Thiên địa linh khí dồi dào trong tụ linh trận điên cuồng chảy vào trong cơ thể. Hóa thành màn mưa bụi liên miên, dần dần. Từ từ đổ vào trong mặt hồ màu bạc nơi tử phủ. Trung tâm của tử phủ là đóa tử diên hoa màu bạc đang hấp thu hết những giọt linh khí này. Hai hung hồn trong hư vô đồng thời há miệng, không hề khách sáo mà tham lam nuốt hết nguồn linh khí mênh mông này. Trong tụ linh trận, tử diên kiếm quyết đang điên cuồng nuốt hết linh khí, cuối cùng mới miễn cưỡng nuốt đầy được hai hung hồn và tử diên hoa màu bạc kia. Chỉ chớp mắt mà ba ngày đã trôi qua. Lâm Nhất mở hai mắt thở ra một ngụm chọc khí, ánh sáng trong đáy mắt lóe lên rồi biến mất. Thoải mái. Trên gương mặt thiếu niên lộ ra ý cười vui vẻ, hắn cảm thấy nếu ở đây tu luyện hai tháng, nói không chừng có thể thăng cấp lên cảnh giới âm huyền đại thành. Nơi này linh khí quá là dồi dào, thượng cổ kiếm quyết của hắn ở chỗ này chẳng khác gì cá gặp nước, vô cùng thư thái, sung sướng. Trước giờ khi tu luyện ở nơi khác, e là dù trong tay có một số lượng lớn linh ngọc tam phẩm, thì tử diên kiếm quyết cũng không dám nuốt một cách chẳng kiêng dè gì như vậy, khiến công pháp thượng cổ thời kỳ thịnh thế hoàng kim này trở nên vô cùng bình thường. Nhưng đến được nơi phong thủy bảo địa cỡ này thì lại khác hẳn. Việc luyện hóa thiên địa linh khí khác biệt không biết bao nhiêu lần với những công pháp thông thường khác. Cách so sánh đơn giản nhất chính là, công pháp thông thường và tử diên kiếm quyết giống như một bàn tay của đứa trẻ sơ sinh và bàn tay của một người trưởng thành. Cái sau chỉ tùy ý bốc một cái đã thu được nhiều hơn cái trước rất nhiều. Nếu như là một nơi bình thường, thì có lẽ sự khác biệt sẽ không rõ rệt như vậy. Nhưng đến nơi phong thủy bảo địa này thì lại khác một trời một vực, trong điều kiện cả hai bàn tay kia đều bốc đầy tay thì bàn tay của người lớn rõ ràng bốc được nhiều hơn bàn tay của trẻ con. Tựa như ánh sáng của đom đóm so với ánh sáng của mặt trăng. Bây giờ mới chỉ có 3 ngày mà hắn đã cảm thấy chẳng bao lâu nữa đóa tử diên hoa nơi tử phủ kia sẽ lại nở thêm được một cánh nữa. Sau khi ra khỏi tụ linh trận, Lâm Nhất thầm suy nghĩ đánh giá. Tình hình bây giờ có vẻ như võ kỹ của hắn lại đang bị đình trệ, xuất hiện nút thắt. Đây là một việc hoàn toàn bình thường, bất kỳ võ giả nào cũng đều có thể gặp phải tình trạng này. Con đường tu luyện nếu lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió thì mới là lạ. Thủy Nguyệt kiếm pháp chỉ là siêu phẩm linh cấp, từ lâu đã không thể theo kịp với cảnh giới hiện tại của hắn, nhưng dù gì cũng đã tu luyện đến hóa cảnh. Dưới sự hỗ trợ của tiên thiên kiếm ý, ánh sáng hạo nguyệt, xương hàn vạn lý, kính hoa thủy nguyệt và thiên phá vân vẫn có lực uy hiếp nhất định. Nhất là thiên phá vân, đó là kiếm chiêu hoàn toàn siêu thoát khỏi thủy nguyệt kiếm pháp, không hề kém so với võ kỹ cấp địa. Còn về Long Hổ Quyền thì lại thực sự không thể dùng được nữa rồi. Đối phó với bậc chó mèo lít nhít thì còn đủ dùng,
nhưng nếu như đối mặt với loại yêu nghiệt cỡ Mạc Linh thì hoàn toàn không có tác dụng. Nếu như tự tin một cách mù quáng thì e là sẽ phải chết rất thảm. Trái lại, trưởng pháp Đại Phong Kình, một môn bí thuật thượng cổ vẫn còn có thể tăng tiến thêm được. Trước mắt thứ mà hắn có thể dựa dẫm vào nhất chính là bá kiếm bôn lôi chảm điện. Sát chiêu này thực đáng sợ, chỉ tiểu thành mà đã có uy lực như vậy, nếu như tu luyện đến đại thành thì sức mạnh sẽ được tăng lên không biết bao nhiêu. Ngoài ra, còn con át chủ bài khác là một thoáng phồn hoa nữa. Kiếm quyết thăng cấp lên tầng thứ 9, lấy tên của kiếm, lệnh cho hoa nở, khiến tử diên hoa vốn nghịch chuyển chỉ tồn tại trong một thoáng liền tắt lại có thể duy trì được trong mấy nhịp hô hấp. Dưới sự hỗ trợ của một thoáng phồn hoa, một chiêu một thức đều có thể bùng phát ra uy lực vượt xa cảnh giới của bản thân. Sát chiêu này có thể bảo đảm hắn cho dù không bằng đối thủ nhưng nếu như có ai dám động đến hắn thì cũng phải trả cái giá rất đắt. Không biết thư viện thiên phủ có bộ quyền pháp nào vượt qua được long hổ quyền thì quả là hoàn hảo. Nhưng mà mục tiêu trước mắt vẫn là tu tập linh văn, sớm ngày giải quyết được câu đố trong cuộn tranh tường vi. Còn về quyền pháp thì phải xem có duyên không vậy. Dù gì nếu có thì lấy được hay không cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đợi 3 ngày rồi, cũng nên ra ngoài đi loanh quanh, chính thức tìm hiểu về thư viện thiên phủ này. Chẳng qua, chân hắn vừa mới bước ra hỏi cửa thì mày đã nhíu cả lại, có một thanh niên áo đen đang đứng quay lưng lại ở phía không xa trước cửa viện của hắn. Dáng đứng thẳng tắp ở giữa không trung trông như thể đã hóa thạch. Không biết người này đã đợi bao lâu rồi. Đợi ngươi 3 ngày, cuối cùng ngươi cũng ra rồi. Thanh niên áo đen bỗng nhiên quay người, ánh mắt như tia điện nhìn qua, trong lòng Lâm Nhất thoáng thắt lại, hắn cảm nhận được luồng khí tức vô cùng nguy hiểm. Cảnh giới âm huyền đại thành đỉnh phong. Người này tu vi tương đương với Mạc Linh, nếu không tính đến khả năng tạo linh văn, chỉ luận về tu vi thì phong mang của người này thậm chí còn sắc lạnh hơn rất nhiều. Lần đầu gặp mặt, mạo muội làm phiền rồi. Ta tên là Dương Hùng, đợi ngươi đã 3 ngày là muốn nói với ngươi một câu, lời có lẽ sẽ không dễ nghe nhưng tiểu tử ngươi hãy ngoan ngoãn mà lắng nghe kỹ cho ta. Dương Hùng nhướng mày, lạnh lùng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 61.